ơi, cái mồng tơi này mới hái đây mà sao nhanh héo dữ trời. Tim ơi, Tim á, Tim á, Tim ơi. Ôi, ngoài đây nè. Ủa, ma, ma đâu? Đây nè, trời ơi, làm má. Gì mà la ông ống vậy không biết hà. Má ơi, má. Gì vậy? Má. Làm gì vui như vậy, trúng số hả? Còn hơn trúng số nữa má ơi. Vụ gì? Thằng Tám nhà mình được đề cử giải diễn viên đặc biệt. Thiệt hả? Dạ. Chị ơi, con trai tôi thành diễn viên đặc biệt. Dạ. Trời ơi, con trai Tư Măng là phải vậy chứ, phải đặc biệt mới được chứ. Trời ơi, sao mà vui quá, sanh được thằng con, trời ơi, sao mà hạnh phúc quá, sao sung sướng quá. Ê, má phải đi nói cho tía bài hay, ổng mà biết tin này, ổng vui, ổng mừng lắm luôn á. Trời ơi trời. Ủa má, nào giờ con cũng đặc biệt vậy? Ờ, mày cũng đặc biệt, nhưng mà đặc biệt làm ruộng. Dạ, em nghe là anh Bảy. Ủa, có tía má nữa kìa. Dạ, con chào tía má. Ê Tám, sao được đề cử giải thưởng diễn viên gì đó không báo tía má biết vậy? Ờ, đúng rồi đó. Được thì phải báo cho tía má biết, tía má mừng chứ con. Dạ từ từ đi tía má, chứ báo sớm rần rần lên vậy á, lỡ con có đọt giải á, con quê lắm luôn á. Quê gì? Báo cho tao biết, đặng tao nhắn tin, tao ủng hộ cho, mình chọn đồ mấy đông đông chứ. Đúng rồi đó. Nè, để má chạy ra chợ nghe, cái má báo tin cho mọi người hay, để mọi người bình chọn cho con. Nghe. Dạ, con biết rồi. Nhưng mà con thấy á, để từ từ con đoạt giải đi, xong cái con đem giải thưởng về cho cả nhà mình một bất ngờ lớn luôn. Chà, bữa nay nói chuyện nghe chững chạc ghê ha. Anh Bãi á, mới cho má coi cái hình con chụp á. Trời ơi, đẹp trai quá, đẹp dễ sợ luôn á con. Thì con trai của má đẹp quá. Trên đời này, thế giới này, tôi chưa thấy cái người nào mà đẹp mà dễ sợ đó. Đẹp dễ sợ chứ không ai dám đẹp đâu. Bởi vì đẹp giờ mới sợ, như sợ ma đó. Tía, suốt ngày thấy tía chọc má hoài luôn á. Chọc cho vui con. Ông mà bữa nào không chọc má, ông đâu ăn cơm nổi. Vậy thôi nha Tám, bây giờ anh chạy đi báo cho bà con hàng xóm biết, có gì anh điện thoại lại nghe. Dạ, cảm ơn anh Bảy nha. Dạ, con chào tía má. Ơi, bác. Bye. Dạ. Tía má, bây giờ con chạy qua bên bạn của con, với bạn của thằng Tám, cho mọi người biết để mọi người bình chọn cho nó nha. Đi đi con. Gặp ai báo nấy nha. Trời ơi, sáng sớm có tin vui này, chắc vui cả ngày luôn á. Trời ơi, có thằng con nổi tiếng sướng quá. Nè 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 nè. Nè, bây giờ á, hai người á, bình chọn cho anh Tám bài nha. Bình chọn xong, cái mình like và mình share ra nhiều nhiều nha. Trời ơi, like, share. Bảy cò nói tiếng Anh như gió vậy. Gì sao? Ê ê ê, đâu mày nói nguyên câu bằng tiếng Anh, cái câu nãy mày mới nói cho tao nghe đi. Tiếng Anh của em là như gió, mà tiếng có tiếng không. Ủa ghê mày, vậy là cái nào có là nói tiếng Anh, không có là nói tiếng Việt. Nói chơi à, chứ vợ chỉ có nhiêu đó thôi. Ủa, mà hai người bình chọn cho Tám tặng chưa? Xong hết trơn rồi. Đây nè, đợi mày nhắc à, ta làm bữa hổm lận. Mấy này ha, khách tới sửa xe với đi xe ôm, tao kêu lấy thổi ra, lái xe ăn cái rồi mới làm đó. Trời ơi, quá đã. Cố gắng tranh thủ nha. Mà công nhận nha, em Tám á, làm gạn gỡ xóm xẻo lá mình ghê luôn á. Chứ sao, con không hay lúa mà. Đi đâu mà mất biệt mấy ngày nay. Một tin nhắn cũng thèm nhắn cho mình nữa. Có khi nào bị bệnh hoạn gì không, không biết nữa. Thank you.
Alo. Đang ở đâu vậy? Tôi đang đi du lịch. Đi với ai? Đi hồi nào? Sao không báo cho tôi biết? Trời, sao tự nhiên tôi phải nói cho ông biết? Ủa mà sao tự nhiên cái cáo lên với tôi là sao? Hãy đi vui vẻ nha. Biết ngay mà. Đi du lịch mà không báo cho mình một tiếng nào hết. Đi với ai mà giấu cả cộng đồng mạng luôn, mà cũng không cho mình hay biết tiếng nào hết. Chắc chắn là đang đi với ai đó nè. Bình bị gì cái trời? Có liên quan tới mình đâu. Kệ, đi với ai kệ, không quan tâm. Mở phim coi, giết thời gian được không? Hay quá, xuất sắc nha. Như vậy mới đúng chứ. Anh có vui dữ vậy? Hả? Cái vui dữ vậy? Thầy Tám, nó lọt vào top 3 rồi em. Cơ hội cao lắm rồi nghe. Thiệt hả? Ừ. Nè, coi đi. Trời, Tám giỏi dữ trời. Anh gọi điện chúc mừng chưa? À quên, để điện. Gọi cho em nó mừng. Tám. Ồ. Ủa, sao lọt vô top 3 mà mặt cứ buồn dữ vậy? À. Dạ không sao đâu chị. Chắc tại hôm nay em quay nhiều quá cho nên em mệt thôi. Thôi, vậy ngủ tiếp đi hen. Dạ, em biết rồi anh Bảy. Bye nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Chắc đêm qua nó quay xuyên đêm á nên nó buồn ngủ. Đó, tội nghiệp, cài quá. Mà công nhận Tám nhà mình nó giỏi quá. Còn hai lúa đứa nào cũng giỏi chứ. Ê, khoan khoan, để má nghi cứu chút nghe. Để coi hình như là con phải xích qua đây chút. Đó, đứng lại. Hình như chưa được con ơi. Hình như lên lệch rồi đó con. Phải xích trở về chút. Đó, giỏi chút xíu rồi. Rồi, đứng lại. Hình như được rồi đó. Ê, hình như chưa con ơi. Hình như là phải mày phải xích vô con xích không phải hình như không phải xích vô con ơi, phải xích ra chút xíu. Má hả? Sao vậy con? Nghĩ là má nên suy nghĩ cho kỹ đi ha, rồi má hãy quyết định là nên về trái hay về phải, ra hay vô. Chứ hồi nãy giờ má kêu con giờ tới giờ lui cả chục lần thấy cũng về chỗ cũ. Suy nghĩ nãy giờ rồi mà sao phải để nó cũng cứ sao không vừa ý mình ha. Rồi thôi vậy má đứng nghiên cứu đi, chừng nào xong rồi nói con nha. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, làm cái gì mà má con bà dọn nhà dọn cửa tùm lum tà la hết trơn vậy? Tôi dọn nhà chờ thằng Tám nó về nè. Thì thằng Tám nó về mất cái gì phải dọn nhà dọn cửa? Dạ đâu có, để chiếc cúp. Để chiếc cúp thì coi cái chỗ nào trang trọng thì để nó lên, mất cái gì phải dọn nhà dọn cửa. Trời ơi, ông nói vậy sao được. Mình phải sắp xếp lại đâu ra đó, để cái chỗ nào để chiếc cúp lên nó phải có thẩm mỹ chút chứ. Trời đất ơi, bữa nay chơi chữ rồi nó bà Tư. Thôi đi, y cũ đi, con nó mới nhận chiếc cúp mà sửa văn liền vậy có sao được, lộ lắm à. Tía má. Ừ? Con chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi, bây giờ mình chờ chú Tám về rồi dọn ra ăn thôi ha. Xong hết rồi hả con? Dạ. Sao giờ này Tám đi đâu chưa chịu về nữa chờ? Sao mà lâu tới quá ông ha? Chút về tới bây giờ đây nè, làm gì mà gấp dữ vậy không biết. Lâu dữ vậy trời, mấy tiếng đồng hồ rồi.
Diễn viên về, diễn viên về là con ơi. Mấy đứa nhỏ đứng giặt giặt vô. Trời ơi. Gì giống thần? Trời gì vậy? Nghệ sĩ du lịch. Trời ơi. Cái cúp bằng vàng thiệt của người ta mày gỡ gỡ bay màu của sao? Trời ơi, em ruột, anh đợi em mấy tiếng đồng hồ luôn á. Ủa, đợi chi? Đợi để đón em chứ chi. Anh đã chuẩn bị cua, tôm, cá. Chiều nay ra bờ sông, mình nướng mình nhậu ha. Trời ơi, tốn kém lắm đó nha. Không sao, anh lo. Rồi, chiều thì để chiều tính. Bây giờ tao phải chở nghệ sĩ về. Tía má dòng họ nghệ sĩ đang chở nhà. Ê khoan, nhớ đi đường tắt nha. Đi đường này bà con đón nhiều lắm, tới chiều mới tới luôn á. Dạ. Yeah. Ừ, nó đón là không có về được tới chiều luôn á, nghe chưa? Rồi. Nhớ em ruột. Ôi bà con ơi, giặt vô. Trời ơi, mình mà nói nó em ruột chắc không ai tin đâu. Để chiều nay kêu ra nhậu, phải chụp với nó tấm hình ngay giữa để mình làm ăn nữa chứ. Sao thằng nãy lâu về dữ trời. Lúc gấp cũng thấy nó đau hết trơn. Thôi để làm cho. Trời ơi, có cái bình trà mà hai vợ chồng làm gì dành chứ. Vợ có bầu thì con phải ra lăng chứ má. Với lại vợ con thấy má gót, sao để má gót được. Tía má ơi, con về nè. Ê, tám về kìa. Ôi, trời ơi, đẹp quá con ha. Dạ. Ê tám, hồi bữa chị coi truyền hình, chị thấy trao giải trực tiếp, chị thấy đẹp quá trời luôn nè. Mà ở ngoài nó đẹp hơn nữa. Đúng rồi đó, ở ngoài má nhìn thấy còn đẹp hơn rồi bữa mình coi nữa nè. Dạ. Ê Tám. Dạ. Mày dàn thiệt không? Nặng à, bột tiền rồi nghe. Hơn cả ký á má. Không phải đâu. Nghĩ sao dàn thiệt mà em dám cầm ở ngoài mới sợ á. Không phải. Nói thì sao chứ, anh thấy giống thiệt lắm luôn á. Ê, đại răng cái thằng này. Chúng ham vàng thấy sợ luôn á. Em về không lo mà cứ ôm chiếc cúp không à. Thiệt tình cái thằng. Em phải xách vỏ nặng kìa, xách vỏ giùm em coi. Để xách cho. Cảm ơn anh. Có thương em gì hết trơn hết trời ơi. Rồi mày đứng lên cho nó ngồi chứ để em đứng vậy hả? Đứng lên. Mà thôi xích qua được rồi, xích qua. Ngồi tắt, ngồi con. Dạ. Ngồi nè, uống nước đi con. Dạ. Đi đường có mệt không? Dạ không mệt đâu má. Con vui lắm. Nè, uống nước vô. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Đẹp quá. Ôi, má ơi. Cái cánh nó làm tỉ mỉ quá má ha. Sắc sảo ha, y như thiệt vậy trời. Má, giải thưởng này con xin gửi tặng cho tía má. Cảm ơn tía má đã có công dạy dỗ con, cho con khôn lớn có được ngày hôm nay. Con xin cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi ước mơ của con. Được rồi, tía má vui lắm á. Con giỏi lắm á Tám. Con phải dạng đẹp không? Nghi lắm luôn á. Không, nó đẹp thôi con. Alo, Long nghe nãy. Cảm ơn Ái nhiều đã gửi lời chúc mừng Long nha. Ái ráng đi, năm sau á, không chừng tới Ái đó. Chúc mừng Ái nha. Tám, người ta chúc mừng em, sao mặt em buồn hiu vậy? Dạ không sao đâu, chắc tại em mới đi đường xa về mệt đó. Con xin phép cả nhà, con vào trong nghỉ một chút. Tám, chưa có ăn cơm mà. Heo mà chê cám vậy á, là chắc có chuyện rồi đó. Bây giờ mình nên lên Sài Gòn hay là ở lại? Nếu bây giờ tôi tán Long, Long chịu không? Hả? Ai nói chơi cho nó giỡn vậy?
tôi đang nghiêm túc đó. Thật sự nghiêm túc. Long chịu không? Bộ gu của ái lạ gì hả? Tôi nói giỡn á. Hả? Lâu lâu mới có dịp đi chơi mà Long không chịu. Thôi đi về. Rốt cuộc câu nào thiệt, câu nào là xảo? Dạ con lên Sài Gòn ít bữa con về nghe tí má. Nếu mà ba Lít với anh Tèo có qua kiếm con á thì tí má cứ nói là cho con hẹn lại dịp khác. Dạ thưa tí má con đi. Sao mà không nói về chơi cả tháng thì mới đi? Bữa nay mới mấy bữa bỏ mụn thúng muốn đi rồi. Hồi nãy á tôi thấy nó nói chuyện điện thoại với ai á, rồi sao tự nhiên cái mặt nó buồn hiu à. Giờ đi vậy tôi nghĩ chắc có chuyện quá không. Hồi nhỏ mà nó có chuyện gì giấu tôi á thì tôi đem ma đau thần chổi ra tôi hù hết rồi khai liền à. Bây giờ lớn rồi bỏ tay thiệt chứ. Nghe máy giùm đi. Trời đất ơi, nghe máy đi. Nghe máy giùm cái đi. Alo. Như Ái hả? Ái đang ở đâu vậy? Gửi địa chỉ liền qua cho tôi đi. Gửi làm chi? Tôi cần gặp Ái gấp. Gặp gì? Bây giờ tôi đang bận lắm. Để khi khác nha. Không được. Ái phải gửi liền cho tôi. Nếu mà Ái không gửi thì kể từ ngày hôm nay đừng có nhìn mặt nhau nữa. Gửi thì gửi. Như gái đi theo tôi về, đừng ở đây nữa. Ê khoan khoan, sao vậy? Đi theo tôi đi, rồi tôi kể chuyện cho ái nghe, chuyện dài lắm. Chuyện gì thì từ từ nói, người ta đang đợi tôi ở trỏng mà. Nhưng mà tôi không muốn ái ở đây. Tôi không muốn ái đi coi mắt người ta đâu. Ủa, ai nói tôi đi coi mắt? Là sao? Tôi đi gặp đạo diễn mà. Bạn cái phim mới đó. Sao rồi? Đi gặp đạo diễn có kết quả gì không? Đương nhiên là tốt rồi. Như ái mà. Chúc mừng nha. Ủa mà Long đang ở quê mà, sao lên đây lẹ vậy? Tại tôi nghe Như ái điện thoại nói là có người tới coi mắt Như ái, cho nên tôi tức tốc chạy lên đây đó. Thực ra thì ba có bắt Như ái đi coi mắt thiệt, nhưng mà ai không thích nên không có đi. Sao vậy? Bộ nghe ái đi với người khác nên khó chịu hả? Sao hôm bữa không nói luôn? Như ái,
Có lần Như Ái động viên tôi thử quen con gái. Như Ái có nhớ không? Long đi bác sĩ tâm lý hả? Vậy Long cũng muốn thử yêu con gái đúng không? Thật sự tôi cũng muốn cho mình một cơ hội. Như Ái nè, Long có câu này muốn nghiêm túc hỏi Như Ái. Có lần Như Ái nói thương Long, là nói thật hay nói giỡn vậy? Ai nói thật? Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà Long không biết là chúng mình đi được bao xa. Ai hiểu mà. Chuyện tương lai thì để tương lai tính. Chỉ cần Long cho mình và cho Ái cơ hội là Ái vui rồi. Tám, bộ em có bạn gái thiệt hả? Dạ. Con chắc chưa? Không, hỏi kỳ cục. Con nó có bạn gái mừng cho nó chứ. Bà để tôi làm gì chứ Tám? Thật sự ban đầu con rất là hoang mang. Nhưng khi đi khám bác sĩ tâm lý về, con mới dám mạnh dạn cho mình một cơ hội này. Đây là cái tin mà tía thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tía. Tía không cầu mong cái gì hơn nữa. Đúng rồi đó ông, tôi cũng thấy vui quá. Để má đi chợ kiếm cái gì đó ngon ngon nấu đãi cả nhà nghe. Vậy con đi với má nha. Ừ. Dạ thôi, chị bảy ở nhà đi, có bầu mà. Em đi chợ với má được rồi, lâu lâu em mới về quê mà. Đi với má em. Tía, Tám chở má đi chợ, còn con á thì con ở nhà massage da cho tía à. Đợi má về rồi cả nhà mình cùng nấu ăn cho vui vẻ. Câu này hay đó bảy. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Rồi một ngày tình xa, ôi tình nhớ. Chào em. Dạ chào anh. Em biết anh Mười Sĩ này em biết không? Không. Em bán gì vậy? Dạ em bán trứng cút lộn với lại đậu phộng nè. Anh muốn mua gì? Anh ăn trứng cút đi. Dạ em còn chục trứng à, anh mua giùm em luôn nha. Lấy hết cho anh. Của anh 20 ngàn. Bao em luôn, khỏi thói. Dạ em cảm ơn anh. Nhớ nha, anh là Mười Sĩ sói ca của Xẻo Lá đó. Dạ em nhớ rồi. Mà nhà em đâu? Dạ nhà em ở bên kia sông á. Chị gà để rảnh rảnh chiều anh bơi qua chơi nha. Dạ anh cứ qua chơi, nếu mà không có em ở nhà anh cứ rủ chồng em nhậu nha. Em có chồng rồi hả? Dạ. Bao lâu rồi? Em lấy chồng được 2 năm rồi. Ủa anh bị sao vậy? Anh hơi cay. Chắc là anh ăn trúng gì rồi. Hôm qua ăn ớt, hôm nay còn cay. Dạ. Mai mốt á, em có trứng cút lộn nữa, anh nhớ ủng hộ em nha. Vậy thôi, em về nha. Bịch trứng cút 60 ngàn. Bà không, bà cho tôi ly trà đá nữa coi. Ly thứ 10 luôn nha mày.
Mày làm gì mày ngồi đồng sáng giờ quán tao hoài vậy? Thì ế quá ngồi vậy sao? Mày á phải đi ra ngoài kiếm mới có việc làm chứ. Thôi bà để cho tôi yên đi, tôi khổ lắm rồi. Mặt mày á chỉ có khổ gì gái chứ làm gì. Ngồi đây á để mà ngồi á kiếm coi có em nào đi qua đi lại ngó rồi chọc ghẹo chứ làm gì. Sao bà biết? Cái mặt mày á nó hiện nguyên chữ gái trên mặt á. Coi chừng á có ngày á chết vì gái đó con. Ê tôi nói cho bà nghe nghe, được chết vì gái á là một cái chết êm ái mà tôi muốn tới giờ còn không được kìa bà. À, Thủy Tiên hả con? Trời ơi, chừng nào con về? Mai hả? Trời ơi, dì khỏe, khỏe hết, chồng xóm ai cũng khỏe hết trơn á. Ok ok, mai về hả con? Rồi 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 rồi. Ok. Ê bà Học, bà gọi điện cho ai mà bà vui vậy? Ê, mày nhớ con Thủy Tiên không? Thủy Tiên nào ta? Thủy Tiên hồi xưa gọi là con bé Lì á. À, tôi nhớ rồi. Mà bé Lì, ủa là sao? Ngày mai nó về. Thiệt hả? Ừ, bây giờ con dỗ ngon lành lắm mày, đẹp lắm. Nghe nói nó mới thi nó được cái giải Hoa Khôi cái gì đồng bằng Nam Trung Bộ hay cái gì gì á. Mà nói sao chứ, lúc trước nó xấu quắc à. Bây giờ nó đẹp rồi, nó gọi là vậy thì thành công á. Nói mà nghe ha, là hồi xưa nó cua tôi không chịu đó. Thiệt không mày? Trời ơi, chứ sao? Anh có biết ai không? Thì bé Lì với ai nữa? Sao gì anh cũng biết hết vậy, không có vui gì hết. Thì em hẹn anh ra đây, thì có em với ai nữa đâu. Nhưng anh chứ bộ làm cho em vui đi. Trời ơi, lớn rồi làm như con nít gì nhõng nhẽo hoài. Anh mười sự, anh biết em hôm nay hẹn anh ra đây có gì không? Không biết. Anh đoán đi. À, đi câu cá đúng không? Câu cá gì ở đây? Thì ra bờ sông đi câu cá chứ không lẽ đi đá banh. Anh này nha, em là con gái mà, chẳng lẽ em nói hoạch tẹt ra. Em hẹn anh ra đây là muốn nói với anh ngày mai em đi Sài Gòn học ở đó. Ờ ha. Ờ mà em thi đậu thì em đi học Sài Gòn đúng rồi. Nhưng mà em đi rồi anh có nhớ em không? Thì có. Thiệt không? Thiệt. Ơ em có cái này tặng anh nè. Đẹp phải không? Em tự tay làm đó. Trời ơi, khéo tay quá ta. Ủa mà em tặng anh này chi vậy? Tại vì em cũng không biết làm gì khác để tặng anh. Mà anh hiểu ý nghĩa của nó không? Ờ, là gì vậy? Anh này kỳ quá à. Không lẽ em thích anh hả? Em á, em thích anh lâu rồi. Nhưng mà em không có can đảm nói. Hôm nay em mới có can đảm nói với anh. Còn anh Mười sự, anh Mười sự. Thiệt mà, đó là lần đầu tiên tôi được tỏ tình luôn đó. Vậy chứ sao mày bỏ chạy? Thì tôi giật mình, tôi chạy về nhà tôi khóc 3 ngày kiền luôn. Sao khóc vậy? Thì tôi vui quá chứ sao. Ê rồi sao nữa? Rồi sau 3 ngày á, cái tôi đi qua nhà bé Lì. Bé Lì đi Sài Gòn mất tiêu. Tôi hối hận tới giờ luôn. Thôi, bây giờ tao nói mày nghe, chuyện đó nó cũng qua rồi ha. Bây giờ hiện tại, quan trọng cái hiện tại. Dù sao cũng là tình xưa nghĩa cũ. Mai mày đi đón bé Lì với tao nha. Ok, tôi phải đi đón bé Lì của tôi chứ trời. Bé Lì của tôi? Bé Lì là của mày? Không biết mắc cỡ à. Ê, đâu biết được tôi được làm chồng Hoa Khôi rồi sao? Ông trời cho tôi ế tới giờ là vậy đó. Mơ vậy hả con? Anh ba, tí kêu anh về cho heo ăn kìa. Tao cho nó ăn từ hồi nhỏ rồi. Bây giờ nó bao nhiêu mà anh còn nói cho nó ăn hồi nhỏ? Kệ đi, bỏ đói chút xíu không chết đâu. Quan trọng là giờ là phải đón Hoa Khôi nè. Chị Tiên về hả? Ừ. Bởi vì 5 giờ sáng là thức dậy mua bong bóng về tặng liền nè. Ê, bong bóng đẹp quá chị em cái.
Có gì mà cho lao lại gì? Quay ruột Quá Khôi vậy hả? Ừ, hết thộn anh với hả? Để tao mời Quá Khôi đi cuốc xe ôm cho tao lên đời coi. Mày chặt nó cho tao, nó Quá Khôi tiền nhiều lắm. Ok ok. Ê à, đi nhanh đi để thằng khác kiếm mối đó. Sao Quá Khôi giờ chưa thấy tới nữa vậy? Ủa nhưng mà có chắc đi đường này không mày? Trời ơi chắc sao không, nhưng mà Quá Khôi nó hay đi trễ giờ lắm, gắng đợi xíu đi. Ê mà nè, hai tụi tôi á mê gái đã đành rồi, ông bà đặt bước trước theo làm gì? Trời ơi, tự nhiên hai ông đi được tôi đi không được là sao? Tôi phải đi theo tôi coi coi Quá Khôi người ta đẹp cỡ nào. Tại vì em nghe nói á nha, hồi đó đó con nhỏ này nó xấu dữ lắm, tự nhiên lớn lên cái đẹp thi Quá Khôi đậu mới ghê á chứ. Nè thấy không đó, thế này tôi đi không ăn mặc nữa không, cái chuẩn Quá Khôi, chuẩn Quá Khôi đó, tôi trao lại dương miệng được cho người ta đó, hết nhiệm kỳ rồi. Ông ăn bận vậy, ông đi trao dương niệm cho người ta. Vậy anh cha bể cò này ăn bận vậy chắc đi trao đạo cao bổng quá. Đạo cao bổng gì? Thì ban chủ cái bàn á. Anh là nhỏ thôi. Quá Khôi về làng, Quá Khôi về làng, Quá Khôi về làng. Hình như Quá Khôi về tới rồi kìa. Quá đâu? Quá Khôi, Quá Khôi. Ê, tới rồi, Quá Khôi, Quá Khôi. Trời ơi, Quá Khôi kìa. Chị ơi, máy mộ chị quá à. Trời, xin gái thôi, chụp hình coi. Chụp hình coi. Chụp hình coi. Rơi ra. Trời ơi, chị đẹp quá à. Chụp hình với chị nha. Rồi, vô nè. 1, 2, 3. Đó, thấy không? Ôi chị em ái mộ chị lắm á, chị đăng quang qua hỏi em mừng lắm á, em trao dương miệng này cho chị nha, em hết nhiệm kỳ rồi. Vỗ tay. Chị đi chơi không chị ơi? Quá Khôi. Ủa, Quá Khôi này ở đâu mày? Ai biết? Tao biết mà. Ở đâu? Quá Khôi, Khamu. Khamu là ở đâu? Là Cà Mau mình á. Trời ơi, vậy đó hả? Mà đẹp thiệt, vô nhìn thích ghê luôn á. Đi. Trời, người ta Quá Khôi, người ta trang điểm. Bà sắp lên mẫu hậu, bà trang điểm chi vậy? Dù gì tao cũng là dì Quá Khôi nha mày, không phải dân dừa đâu. Sao lâu quá vậy? Có khi nào kẹt xe không ta? Tao nói cho mày biết nha, đây là quê nha, không phải Sài Gòn nha. Mày làm như hả Sài Gòn kẹt xe. À, tôi coi trên phim á, nói là hễ mà trễ á là xin lỗi em bị kẹt xe. Mày á lậm phim quá rồi, chỉ có phim thôi nha con. Ôi trời ơi, có cái gì? Đi, hết đi, sập quán ta bây giờ. Trời, tự chuyện nhẹ, mệt lắm. Ôi trời ơi, cháu của tôi về rồi, trời ơi, đẹp quá. Ngồi đây con. Trời ơi, nói gì đâu mà văn làng cái đông nó kéo hoặc nó không. Gì đâu mà mệt luôn á. Đóng cửa lại đi, không có bán gì hết trơn á, đóng lại. Dạ, dì khỏe không? Khỏe, con đẹp quá. Để con giới thiệu với mọi người nha. Xin giới thiệu với mọi người, đây là dì Hồng, người mà Thủy Tiên thương nhất. Vậy nãy giờ dì Hồng hả? Người ta chụp hình với lại dì Bà Khôi quá trời luôn. Vậy dì Hồng chụp với Bà Khôi tắm nha. Đúng rồi. Dạ dạ, chút vô nha, đẹp lắm nha. Dạ dạ, vậy dì cười lên đi, chạy qua lâu lâu cháu về chị cười lên này vui vẻ nè. Hai bà cười, cười hai bà, hai bà. Đó, đó, cười đó nha, hai bà. Trời ôi, đẹp quá rồi. Trời ơi, gặp con gì mừng quá trời đất à. Lâu quá rồi đó mới về đó ha. Dạ. Bà Hồng. Ừ, đợi chút. Qua đây. Thủy Tiên nè. Còn nhớ anh này không? Anh Mười Sĩ á. Anh Mười Sĩ. Mười Sĩ nè. Gặp anh em vui quá à. Anh cũng vậy nữa. Vậy thôi chụp hình đi. À, chụp hình đi. Lâu hoài mà chụp đi. Cười đi, vui nha. Cười nha. Cười chiếc cái đèn chiếu nha. Đẹp nha. Đó, mặt gì cười nhiều hơn người ca nha. Hai bà. Rồi, bây giờ chích ra cho người thông mặt chứ. Đó. Dạ. Anh cười vui đi. Hai bà.
Rồi đẹp rồi. Bây giờ thì chị lấy đứa mặt cao lên tí dạ. 2, 3, 2, 3. Má nữa, gặp mày nữa, hết hồn mày. Lộn, má, má nhái. Thằng này mày cứ làm hết hồn hoài mày. Dạ. Ủa, mày đâu nữa đây? Dạ, con đi chụp hình với Hoa Khôi. Trời, phải không? Nè nè. Đâu, má thấy đâu đẹp không? Coi, đó, coi. Vừa về là con nhào qua con chụp liền để cho bằng anh bằng em. Đâu đâu, để tao coi coi. Quá đẹp. Nhỏ này thấy quen quen mày. Dạ, thấy cái nét con nó cũng giống giống không? Phải con Thủy Tiên ở xóm mình không? Dạ đúng rồi. Thôi, con nhỏ này nó lên Sài Gòn, nó thẩm mỹ mới được vậy đó mày ơi. Chứ Hoa Khôi, Hoa Hậu cái gì. Thôi, để tao đi chợ. Mày tối ngày gặp mày cái mày mà nổ quá mà, ba lít ơi. Nổ đâu mà nổ. Nhai ơi, nhai, nhai. Trời ơi, chị ơi, em nói thiệt nha, em ngưỡng mộ chị dễ sợ luôn á. Em ước gì em cũng được một phần giống như chị á. Quá không à. Cuộc đời mỗi người á, ai cũng đáng được mơ ước. Chưa chắc gì cuộc đời của chị lại hợp với cuộc đời của em. Mà em có biết không, muốn được như chị bây giờ á, là chị phải đánh đổi nhiều thứ lắm đó. Ừ. Nhưng mà em muốn giống chị một ngày thôi cũng được. Em ước à. Giăng ghi. Hay là tao với mày xin chụp hình với cô ấy đi. Em cho mấy anh chụp một tấm hình được không? Dạ Hân. Dạ, đó. Em làm gì mà em chua mỏ em cười vậy? Dạ không có gì đâu chị. Em chỉ nghĩ chuyện vui thôi à. Chị. Mà em quyết định rồi. Em quyết định cái gì? Từ nay trở đi, chị sẽ là hình mẫu để cho em phấn đấu. Còn em á thì sẽ là fan trung thành nhất của chị đúng nha. Chị cảm ơn em. À quên. Chị ơi, chị ký vô á cái cuốn sổ này giùm em đi. Để tối á em ngủ, em để nó kế bên đầu giường. Khi em nhớ chị, em chỉ cần mở ra, em dòm vô là em sẽ nhớ chị liền. Công nhận chị đẹp dễ sợ luôn á. Em dòm chị mà em còn muốn nuốt nước miếng ực. Muốn chi mấy anh trai lạng mãi. Đó là quá không cô, hay là đây là chữ ký cho. Đây nè, chị ký nè. À, em có đem viết nè. Rồi đây. À chị, hay là chị chụp với em một tấm hình đi. Ok. Để em post lên Facebook cho mấy bạn em nó ghen tị chơi. Mùi xì của em nhớ đúng không? Anh cũng nhớ em nữa. Hôm nay anh hẹn em ra để ăn gì vậy? Em còn nhớ cái hạt này không? Em xúc động quá. Con hạt của em. Ủa mà sao nó te tui vậy? Tại anh để trong túi quần nè. Cái trời nắng mưa anh nhặt đồ nữa. Con hạt của em. Mà chuyện con hạt mình bỏ qua một bên đi. Anh có chuyện muốn nói với em nè. Thôi anh không cần phải nói đâu. Em hiểu mà. Hiểu gì? Em hiểu. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Mình yêu nhau nha. Nhưng mà em là Hoa Khôi, còn anh... Em yêu là em bắt chóc. Mười sĩ của em. Phê lị của anh. Anh ơi, anh làm gì vậy? Anh thổi mấy con kiến. Cái gì vậy? Anh sợ nó cắn em. Anh á, ga lăng dữ. Chỉ với em vậy thôi chứ. Mà hôm nay anh hẹn em ra làm gì vậy? Sao giống câu mình tưởng tượng nãy gì cả. À, anh có chuyện muốn nói với em. Khoan, để em nói trước. Mình yêu nhau chứ gì. À, thì có chuyện gì em nói đi. Vậy em nói nha. À, thì em nói đi, đừng có ngại. Đưa tay cho em. Em muốn đưa anh đi tới chỗ này. Hả? Bây giờ luôn hả? Ừ. Em nè, chừng nào kêu 1, 2, 3 diễn nha.
một hai ba diễn phát em tạo tạo dáng cái chạy ra cái chân dúng cái mặt về hướng nhìn này nè đó 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 nha em rồi ấy đừng nhìn kính nha hai ba diễn nè hai ba diễn đó ok đẹp đó giờ lên cái nữa nha rồi em nhìn thẳng thẳng về hướng kia đi đứng cái chân ngược lại hai ba diễn nè hai ba đẹp nha đẹp nha ok mười sáu nhắm ngay đây ở đây anh á giá này cuốc đứng đây cho em hạt chậm mồ hôi để mọi người chụp hình cho mình rồi đúng rồi make up ơi cho em xịt mồ hôi là có mồ hôi cái chạo như là em mới chậm mồ hôi chứ mình mới làm đuối xong nha vô chậm ảnh mồ hôi rồi đó làm hồi đó mồ hôi lên đó đúng rồi cho chúng mình mới vừa làm đuối xong mồ hôi đổ nha rồi. Cái ơi cho cái cuốc tôi mới làm thở nha thở lên mới mồ hôi mới đổ mệt á chứ không phải nó khỏe nha chứ không phải mình khỏe mệt chút thở mệt đi gần kia phải chấm mồ hôi thở chấm mồ hôi rồi hai giờ chuẩn bị hai ba nha đó ra tốt nha đứng giờ đó đã chậm thằng chóc nè hai ba chiếc chậm thôi lên thở lên hai ba đẹp nha đã đẹp đó hai ba đẹp nè là diễn nè ok đó mày làm gì vậy gì đâu hôm qua mày với hai đứa đi đâu tối mới về à ai thì mày Thủy Tiên chứ ai trời ơi được gì cũng đỡ vậy làm sao tôi Thủy Tiên còn một thêm một đám người nhiều kia nữa ai vậy tôi nghe Thủy Tiên nói cái gì ekip gì đó trời vậy mà tao tưởng hôm qua tụi bay á hả gặp nhau trò chuyện á tình tứ nó là tình xưa chứ ôi trời ơi dở mày làm gì mày cầm đậu phộng hoài vậy mày mua cho ai ăn rồi sao mày không ăn đi để nó tiêu á sao tôi mua cho bé Lì của tôi á hồi nhỏ cổ thích ăn lắm á bé Lì của tôi cỡ ủa con ăn mì sợi ngồi đi con ngồi đây nè con ngồi đây bé Lì hai đứa nói chuyện mày nha cô vô lấy nước cho uống hả nói gì chứ ở đây chỗ đông người anh đừng có kêu em bằng bé Lì kêu em Thủy Tiên nghe không mà em đi đâu từ sớm giờ vậy? Thì em đi chụp hình với mấy cụ phía ngoài nè. Trời ơi, em đi đâu cũng nguyên một đám người đi theo tò vậy á. Em không thấy bất tiện hả? Họ làm truyền thông cho em mà. Anh có mua cái này cho em nè. Thôi, em ăn cái này đi. Sao vậy? Mấy cái này không có hợp vệ sinh. Em ăn lỡ đau bụng thì sao? Thủy Tiên. Dạ. Bây giờ em nổi tiếng rồi, không có ăn những cái thứ này nghe không? Dạ, em biết rồi. Nè. Ai đây? Dạ, chỉ là bạn cũ của em thôi ạ. Nè, mình nổi tiếng nên giữ hình ảnh của mình, không được quen ai nghe chưa? Nhất là hạng người như thế này. Nếu mà em có quen thì cũng quen đại gia thôi, không có quen với mấy người này đâu. Kỳ này mình làm một loạt bài viết Hoa Khôi Thủy Tiên thân thiện với bà con xẻo lá. Mọi người đang chờ mình ở ngoài kìa. Thôi, đi. Bây giờ em nổi tiếng rồi, không có ăn những cái thứ này nghe không? Dạ, em biết rồi. Nè, ai đây? Dạ, chỉ là bạn cũ của em thôi. Nè, mình nổi tiếng nên giữ hình ảnh của mình, không được quen ai nghe chưa? Nhất là hạng người như thế này. Ủa? Mười sĩ, sao giờ này mày còn làm gì vậy? Mày không đi tiễn Thủy Tiên hả?
Thôi bà coi bà chuyển lời chúc bà cổ hạnh phúc giùm tôi được rồi. Cái gì kỳ vậy? Mày phải tự đi nói. Tao nói mày nghe nha, cơ hội tới mày không bắt hả? Mất cơ hội cho mà coi. Thôi bà ơi, tôi suy nghĩ lại rồi, đĩa sao mà dám đeo chân hạt được. Cô Tỷ Tiên bây giờ đâu phải là bé liệu của tôi ngày xưa nữa đâu. Mày nói cái gì tao không hiểu gì trơn vậy. Thôi bà coi bà chuyển lời giùm tôi vậy đi. Cảm ơn bà. Tao mệt quá đi. Thôi tao đi đón, tao đi tiên tiễn lắm, tao trễ giờ nè. Chào em. Dạ. Em bán gì đó? Dạ em bán bách hóa, trái cây, trứng cút với lại đậu phộng á anh. Em có chồng chưa? Dạ chưa. Để coi, để anh mua cho. Thôi bán anh hết một thúng luôn. Dạ anh lấy luôn cái thúng đi, em bán giá rẻ cho anh. Nhiêu em? Dạ 200 hả? Cái này nhiêu? Dạ cái đó 10.000 thôi. 20, ba em luôn. Dạ em cảm ơn anh. Em mà khoan. Dạ. Mà em có chồng chưa? Dạ em chưa. Nhưng mà cuối năm này em cưới mới đám hỏi rồi. Thứ đàn ông gì đâu á. Trời ơi, sáng giờ câu mình có nào chứ trời. 1, 2, 3, 4 lớn nhỏ đều có. Hôm nay bị tổ chát làm sao? Sáng giờ chưa câu được con nào vậy? Tại anh hên thôi. Hên gì hên? Ủa bình thường hay nói em là người câu cá giỏi nhất. Hôm nay gặp phải cao thủ, sợ chưa? Tại tôi nhường anh á, chứ đừng ham. Ôi nhường, thua chứ nhường khỉ khô gì. Thắng làm vua, mà thua làm giặc. Làm cướp. Ê, mày Tâm, mày làm gì vậy? Mày đứng lại coi. Ngu sao đứng lại? Mày không đứng lại, tao mét tía à. Trời ơi, mét đi tôi sợ rồi. Tâm. Hôm quá còn con. Nào nói lớn đầu chồng ngầm mà còn chơi cái trò cút bắt hay gì vậy? Tại này nè, nó ăn cắp cá của con kìa tía. Ủa? Ghê luôn. Tức thiệt chứ. Tức ai dữ vậy anh Tèo? Con cá gì mà bắt không được, để nó xảy. Trời ơi. Nãy giờ tưởng đâu ổng tức ai ghê gớm lắm. Ai dè tức con cá. Thì xảy con này mình bắt con khác. Làm gì dễ lắm vậy? Tao canh nó lâu lắm rồi đó. Vậy mà để nó xảy. Có vậy thôi cũng tức. Không được, tao phải phục thù mới được. Ôi, phục thù luôn. Bé con. Dạ. Mày có tiền không? Có. Cho tao mượn đi. Gì? Đi phục thù. Trời ơi, anh muốn phục thù không? Ừ. Anh nói em một tiếng, cần gì mượn tiền em. Em chạy đi làm mò cho anh, bảo đảm hả anh câu được cá bự không. Khỏi mượn tiền em. Thằng tào lao, ai nói mày tao mượn tiền đi mua mồi? Chứ mua gì? Tao đi mua thẻ. Ủa anh, cá gì ăn thẻ vậy? Cá nào ăn thẻ? Tao mua thẻ là tao chơi game bắn cá á. Chơi game hả? Ừ. Trời ơi, chơi game là không có tốt đâu nha. Mà gặp game tốn tiền nữa là càng không tốt nữa. Mày không hiểu biết gì hết trơn. Game đó là game kiếm tiền đó mày. Game kiếm tiền. Mày không tin tao chứ gì? Không. Giờ mày đi theo tao ra ngoài kia, mày thấy người ta kiếm tiền là mày mê liền á. Chứ sức mấy mà em mê ba game đó. Đi không? Nó nhiều quá. Đi sợ anh hả? Đi mày. Đi. Dạ. Hiếu cho tao mượn tiền nha. Chuyện nhỏ. Ủa, mày chừng nào anh trả em? Mời chạy xe gom trả cho. Trời, chuyện nhỏ. Đi lẹ mày. Ra ngoài phụ tao phục thù nha. Thôi, em đâu muốn hết chơi game đâu, phục thù. Ra ngoài là mày ghiền luôn con. Em ghiền em chết liền. Ra ngoài tao phải lấy được con cá rồi. Mấy nào không biết làm gì mà chơi chỗ nào thua chỗ đó.
đất ơi, mới sáng sớm bà Hồng mới nhắn tin đòi nợ, chắc này trốn luôn quá. Bà dai. Tèo. Đâu ạ? Ruộng. Đi xe tao chở cho. Từ đây ra ruộng gần xịt, đi xe chi, đi bộ cho khỏe mày ơi. Trời nắng, đi xe cho khỏe cặp vợ. Thôi, tự nhiên tốn tiền chi cho mệt chứ. Đi à. Khó ăn tiền mày quá ba dai. Dễ dặn tiền ba dai này mày. Ba dai. Gì nữa? Có tiền cho mượn mấy chục đi. Chi? Cho mượn đi. Ừ, có gì cầm cố không? Thằng này, anh em mượn mấy chục ngàn mày cũng cầm cố mày. Vậy cho chắc mày ơi. Cầm giấy tờ xe đỡ đi. Đi không được, giấy tờ xe để tao mần ăn. Chứng minh đi. Nè. Ủa, ai sao lạ quắc mày? Nhìn già chát vậy. Đâu được coi. Ừ. Ý, này cũng già tao. Này mới có tao nè. Thôi đưa cả hai luôn đây, đi cầm cả nhà cho chắc. Cái gì, mượn mấy chục ngàn mày cầm cả nhà tao mày? Vậy chắc ăn mày ơi. Giờ tao có 60 với 45, mày chọn nào? 60. Thôi, 45 ngàn đi, bớt tao 5 ngàn nha. Tao không có tiền tao mượn mày, còn bớt mày 5 ngàn. Rồi 60 nè. Bớ tao 10 ngàn ha. Mày bị điên hả, mày mượn tao 60 ngàn đó, lo mà trả đi. Ê, gì? Nói nghe nè, mà máy này làm gì sao thấy thê thảm dữ vậy, bượn tìm lum la vậy? Cá rỉa quá à. Hả? Không có gì, đi ruộng đi, đàn ông trai nhiều chuyện vậy. Cho vô nhà vô cửa mày ơi. Ê mày khoan, móc tiền ra. Không cho mượn hả? Lẹ, cho mượn nhưng mà móc tiền ra. Nhớ nghe chưa, lần sau trả đúng 3 tờ, đúng số series nghe chưa. Mày bị điên hả ba dai? Vậy mới là ba dai này chứ. Ha, đi à. Không biết mày ba dai hay ba gai à. Tao tửng mày còn tửng hơn tao. Công nhận, mình thay thiệt. Alo, anh Tẹo hả? Em tới rồi nè, anh tới chưa? Lẹ lẹ đi. Dạ dạ em đợi dạ. Béo ơi, ngồi xuống. Dạ anh Bảy kêu em. Uống cà phê không anh Bao? Trời đất ơi là trời, làm hết hồn à. Uống cà phê mà tưởng nấu gì không à. Tôi coi nghe nè. Gì mày làm gì ạ? Tôi rờ coi anh có bị ấm đầu hay không. Trời đất ơi, tự nhiên bữa nay mày đặt bao cà phê tôi uống nữa. Anh mày vô bánh cá. Bắn cá hả? Ừ. Trời ơi, cá lớn phải lắm phải không? Ừ. Ừ nó nghe nè, mà nhắc cái vụ cá mới nhớ. Em tính đi gặp anh đó mà tự nhiên cái anh kêu em rồi. Ủa mày kiếm tao chị? Đi câu cá chung. Thôi ha, đi câu cá mày, mày chơi anh Giang gần chết luôn, nghỉ đi. Mà mệt quá à. Bữa đó em giỡn thôi, mà cá trước sau cũng đem về nhà, nhà mình ăn chứ ai ăn. Thôi mệt mày quá. Mày kiếm bà dai đi chơi câu cá chung với mày đi. Trời thôi đi mệt quá. Ông nội bà dai lần nào cũng vậy, rủ 10 lần với 10, không có lần nào chịu đi với em hết trơn á. Chắc ăn gian quá nên tao sợ không dám chơi chung với mày. Mày nên coi lại cái cách ăn ở của mày đi, ăn gian quá. Mệt. Ủa vậy? Anh Bao? Uống nước cam luôn. Cho ly nước cam cô Hồng ơi. Ừ, có liền. Bé cỏ, sao chưa đi còn ngồi đó? Đi câu cá. Ờ, đi liền. Ủa, hồi nãy tôi rủ ông đi câu chung với tôi, ông chịu đi. Bây giờ ông tèo qua rủ anh đi làm sao? Thì tao không thích đi câu chung với mày được không? Thôi mà, cho em đi với. Không mày. Không cho tôi đi hả? Tôi theo tôi chù hai người hoài luôn á. Mấy giờ mày về lấy cần câu đi, tao với ông Tèo chạy vào cái trước. Ủa sao đi câu cá đi đường này? Mệt quá trời, mệt
thiệt tình luôn á. Hai cái ông này bực mình dễ sợ luôn. Mới vừa đuổi theo hai ổng liếc qua liếc lại cái mất tiêu luôn à. Lần sau hai ông đừng có hồng hên được chứ tôi như vậy nghe chưa. Mệt quá. Ủa Tan đâu á? Đi bắt quả tang. Bắt quả tang ai? Cha bảy cỏ gì cha tèo chứ ai. Uầy, không lẽ hai người đó khùng hả? Nói gì vậy? Trời ơi, nói chuyện nó rõ ràng á, ấp úng ai biết trời. Người ta chưa nói mà. Nói đi. Tôi nói nghe nè, dạo này á, hai ông đó đang ủ mưu cái chuyện gì á, tôi nghi dữ lắm. Ông nhắc tôi mới nhớ nha. Dạo hôm rày tôi thấy hai người đó hay đi chung với nhau lắm. Mà hễ đi gần nhau một cái là cứ rù rì rú rí. Chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám á. Thì đó, bởi vì tôi mới tìm cách tôi theo dõi hai ổng còn sao đây nè. Mà trời đất ơi, tôi tức dữ lắm. Vừa mới đi qua liếc lại cái ổng mất tiêu luôn à. Đuổi theo không có kịp. Ông đuổi theo bằng cái gì? Đi bộ. Đi bộ. Khùng hả? Làm gì đứng cười với thằng điên vậy cha nội? Đúng đúng hả? Cái tướng bánh bèo chắc nguyên một vựa trái cây vậy mà đội rủ bộ đi theo người ta bắt quả tang. Nè, vô duyên vừa phải thôi nha. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Trời, còn nhìn kỹ ông đi, cái nón trời trời cháy chanh, héo queo thấy mặt ớn. Đã vì mặc đồ trời trời caro màu hồng, chói loạn mắt à. Nhìn biết là thấy ghét quá à. Yeah, đầu giờ chiều. Đầu giờ chiều là một giờ trưa. Mà trời đất ơi, ông bắt tôi đứng ngoài nắng như một con khùng, một con điên để đợi ông. Bây giờ ông mới xuất hiện là làm sao? Thôi thông cảm mà. Tại buổi trưa gió mát quá, cái nằm ngủ quên ngon giấc quá. Tỉnh dậy thấy hơi lố giờ xíu. Ông hay quá ha. Ông thì ở nhà ông ngủ, tôi đứng ngoài nắng ngay gốc cây tôi đợi ông nè. Gió mát bụi bặm kiến cắn gần chết luôn vậy đó. Thôi thôi mà bớt giận bớt giận. Bây giờ mình đi ha. Đi đâu? Thì đi bắt quả tang á. Bắt quả tang ai? Tèo với bảy cò. Tèo bảy cò. Trời đất ơi là trời. Đợi ông á, hai ông nó đi mất tiêu rồi, chắc hai ông đứng đợi ông chắc à. Không được kèo bữa nay, mình bắt kèo bữa sau làm dữ. Thôi 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 dẹp đi. Không bữa sau bữa ơi, dĩ chưa có mệt quá à. Bây giờ tôi đi về, mai mốt tôi điên mình tôi sướng hơn, không có ngủ ông đi đâu. Ôi, có nhiêu nó giận hoài. Sao giận, sao không giận? Trời đất ơi, cuộc đời của tôi hả, tôi ghét ai mà cho tôi leo cây lắm luôn á nha. Thôi, xin lỗi mà. Không xin lỗi phải hết trơn, tôi đi về. Về làm gì? Đi về ngủ, mệt. Ôi, Tan, Tan. Ờ, dạ, chào bác hai. Đâu mày? Ủa, nay bác hai cà phê sớm dữ. Sớm gì, giấc này sớm gì nữa. Còn mày, cái này bộ cũng tính đóng quán đây luôn hả? Dạ, đâu có đâu, con làm gì có tiền đóng quán. Con qua mua cà phê tía con. Ơi, bà không có đi công chuyện rồi, bà giao, bà gửi quán cho tao nè. Chờ chút đi. Dạ. Ủa, tía mày đâu không lại đây uống mà phải đi mua? Dạ, tía con đang đỡ đẻ cho dì Mười. Cái gì? Tía con đỡ đẻ cho dì Mười. Ủa, tía mày mới thêm cái nghề đỡ đẻ hồi nào vậy? Dạ cũng lâu mà bác hai, mà tía con đi sớm rồi. Ủa, nó có nghề đỡ đẻ hồi nào tao không hay ta? Con đâu biết đâu, tại con nghe bà con nói tía con đỡ đẻ hay lắm. Trời đất ơi. Đỡ phát là mẹ tròn con vua hết thảy luôn bác hai. Thiệt không mày? Thiệt. Bác hai hả? Chừng nào mà nhà thím hai á có cần đỡ đẻ cứ hú tía con tiếng, tía con qua phụ cho. Thôi, không dám đâu. Ông nội tao chưa dám giao cho tía mày mà đỡ đẻ. Có gì tao chở đi nhà thương đẻ chứ mất cái gì phải đẻ. Nhà tao rước tía mày quá. Bộ tao ngu à, tao khùng à. Wow, hai chơi sang dữ, đi nhà thương luôn. Trời đất ơi, đẻ thì tao phải đi nhà thương chứ không lẽ đẻ ở nhà. Vậy thôi, cái đó tùy bác hai à. Ừ, mày mới lạ. Chết ông chiến này rồi, tôi sẽ đi mét tía
cho ông no đòn luôn. Ủa mà nó đẻ gì bà ơi hả? Dạ dạ, cho con chút. Alo, con nghe tía. Dạ xong chưa tía? Xong rồi hả? Được nhiêu được nhiêu? 8 lần hả? Chà, ngon dữ. Dạ 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 dạ, chút con về liền. Trời đất ơi, ai đẻ 8 đứa như vậy? Nhà bà Mười. Nhưng mà chưa, kẹt một đứa, chính mới đúng. Quỷ thần thiên địa ơi, cái này chuyện lạ thế giới à. Chứ Việt Nam tao chưa nghe ai mà đẻ tới 9 đứa à. Trời, cái này nhỏ, bận trước kìa, tía con đỡ đẻ cho cái chị gì mà trên đầu sớm á, chẳng chục luôn á. Mày xảo gì vừa mày ơi. Thiệt. Tớ nói với ai mà đẻ 10 đứa. Tía con mát tài lắm, đẻ mà ra một bầy luôn, đứa nào đó trời nó trắng tròn trục trục, nhìn dễ thương lắm kìa. Ai mà đẻ ra một bầy, mày làm như là đẻ cái gì mà ông bầy? Dạ heo. Tía mày đỡ đẻ cho heo hả? Dạ đúng rồi, tía con đỡ heo nhà dì Mười mà. Đỡ đẻ cho heo thì mày nói đỡ đẻ cho heo. Mày nói đỡ đẻ cho bà Mười. Tao tưởng là bà Mười từng tuổi này mà bà còn ham vui, đẻ mà lượt 9-10 đứa. Mày khùng vừa vừa, bữa mốt ăn nói chừng cẩn thận đàng hoàng nghe không? Dạ, biết rồi. Tía ơi heo. Heo, tía ơi, tía heo. Bà nhập mày hả vậy? Ngày nay muốn ngày heo hay gì hết, thằng này heo tới kia heo. Heo gì nữa? Heo nhà mình đó tía. Sao? Heo bị đập nát rồi kìa. Ai dám đập heo mình? Ông Bảy Cọ, ông đập banh dảnh mở nó trơn rồi tía. Thằng ôn dịch vật này, con heo có chọc ghẹo rồi nó đâu mà nó đập con heo hả? Rồi sao vậy? Hồi nãy con vừa gặp á, là con bắt quả tang tại trận rồi con chạy vô đây con cho tía hay liền luôn á. Thằng này gì nó tới số tao. Lộn giận heo sao rồi? Con heo ơi, giờ nó nát bét hết trơn rồi tía. Rồi sao mày không ca mà để cho nó đập nát con heo là sao? Con đâu có ngu con can tía. Con phải bắt tại trận để con qua con mét tía. Thằng ngu, nó đánh sao mày không can? Nó chết con heo rồi để xả khiệp hả sao? Con ngu sao con can? Với lại con nói tía nghe nè. Ôi sạc nghiệp gì mà sạc nghiệp, không đến nỗi sạc nghiệp đâu. Chết thì đi mua con khác chứ có gì đâu tía. Trời đất ơi, heo nuôi lớn cỡ đó mà đi mua, ai bán cho mày heo cỡ đó mà đi mua? Chứ không lẽ tía tính về tía dán lại tía xài hả? Ủa, mày nói heo gì dán? Thì con heo đất á, ông Bảy Cọ ông đập lại thì phải dán lại xài chứ tía. Bà giật mày, heo đất mà nãy giờ không có heo đất mà nó đập con heo, tưởng con heo nhà. Hai thằng bay á nha, từ giờ sắp tới anh nói cho nó cẩn thận cho đàng hoàng. Thằng thì nói đỡ đẻ, thằng thì nói đập heo. Đỡ đẻ thì mày phải dùng cái từ là đỡ đẻ cho heo, còn mày nói đập là phải mày phải đập ống heo. Uổng công con qua con tố giác rồi tía biết, từ những cái tía gậy của con à. Mày tố tầm bậy, mày tố quan cho người ta là mày là cái thằng có tội nặng hơn cái thằng kia. Ôi nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi tía. Hồi nãy tía biết ông Bảy Cọ ông đập heo, ông lấy tiền ông làm gì không? Đập heo làm gì? Ông đập heo để ông đi chơi game bắn cá đó tía. Trời. Ôi trời ơi, đau quá tía ơi. Bảy Cọ. Dạ. Tại sao mày già đâu rồi cũng mê chơi game? Ôi trời ơi, đau quá tía ơi. Đánh nữa rồi tía. Thằng Tám Tàng mà không cho tao hay á là mày bán cái nhà này rồi, bán cái nhà này rồi ra sân ở, thấy không? Trời ơi, tía nói vậy nó quay cho con quá à. Sổ hồng tía dữ, lấy gì con bán được. Còn cá treo nữa hả? Hả? Mày đánh đi tía, đúng rồi tía. Đi mày. Mày nhớ cho Tám, tù này tao sẽ trả nè. Trời tía, hăm dọa con kìa tía. Hồi nào tới giờ là đứa ngoan nhất trong nhà mà bây giờ nghe lời ai? Nghe lời ai xúi dục? Tao cho mày biết. Ai thằng nào? Đâu có ai xúi dục con đâu tía. Tía, đừng nghe lời ổng nghe tía. Cái này là ông Tèo rủ ổng á tía. Suốt ngày hai người thấy cái rù rì rủ rỉ hoài à. Xong rồi đi tè đẹt mất tiêu luôn á tía. Ê mày. Lại là cái thằng ôn dịch cái thằng Tèo nữa. Tao mà gặp thằng Tèo ngang, tao đập cho nó què giò, thấy không? Lần này đó, cảnh cáo đó. Dạ. Tao tha cho đó nghe. Dạ, cảm ơn tía. Lần sau là chết cho tao nha. Trời ơi. Nó vậy đó. Tía tha con rồi mà. Tha nhưng mà quýnh giằng mặt một cây. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành.
nhà đang có cái xe đang đi ngon lành, tự nhiên chở trứng. Đúng là không có cái xe, cũng như cục cái chân vậy. Ủa, may quá, có thằng Tèo chạy xong đâu ôm kìa. Ê, Tèo! Chết cha! Tèo! Tèo! Ôm dịch vật này nó làm gì ta? Gặp mình tự nhiên nó chạy như ma đủ đó vậy. À, tí chơi chơi mạnh tay dễ sợ. À, mặc hai quần không hôn bây giờ là cái nít nở hoa luôn rồi. À. Sao rồi, tình hình cái đít làm sao rồi, nát bét chưa? Ờ, mày giỏi lắm, nhớ ha. Nhớ gì? Ai biểu ông không cho tôi đi làm chi? Cho mày đi hả? Là bây giờ cái đít mày nở qua giống như đít tao luôn rồi đó. Trời, ông nghĩ tôi đơn giản gì á hả? Nếu mà ông rủ tôi đi chung á, thì tôi đâu có mét tía, tía đâu có biết đâu. Alo, Tèo, Tèo, mày rảnh không? Đi câu cá. Ờ, đi câu cá chứ không phải đi bắn cá à nghe. Ờ, mai gặp. Ờ. Anh Bảy. Gì? Ngày mai á, anh với anh Tèo đi đâu vậy? Cho em đi chung với nha. Muốn đi hả? Đừng có mơ. Đi chung với mày để tao lên rừng, tao chơi khỉ sướng hơn. Ờ, ông nhớ nha, ông cho tôi đi nha. Tôi mét tía đó. Hả? Mét tía hả? Ờ. Thách mày đó. Dạ, con lại ông Điện thần tài. Bữa nay cho con lấy số con giò. Lâu quá rồi. Cảm ơn ông. Giò số. Mua hoài. Mà kệ đi, cái hy vọng đi. Số gì mà nhiều quá trời vậy? Mua cái mấy tờ đó lâu gửi ông Địa rồi, lâu dọn lần một cho nó khí thế vậy thôi. Trúng đâu không thấy, thấy toàn là trúng trúng ăn không á. Tối ngày á cứ mơ với mộng. Cái gì vậy ông? Trúng gió hả? Cái gì vậy ông? Qua đây. Bị gì vậy? Qua đây. Trúng gió hả? Nhiều mạnh lắm. Nhiều mạnh lắm. Đau. Trúng chỗ thiệt trời. Trúng chỗ. Trúng chỗ. Mười tỷ tí ơi, 10 tỷ má ơi, nhà mình giàu rồi. Trời ơi, con xin đa tạ ông bà tổ tiên nhà cho con trúng số. Trời đất ơi, từ nay tôi sẽ là tỷ phú thật. Khoan, ông ơi. Gì? Bây giờ mình tiền nhiều quá rồi, mình xài sao cho nó hợp lý đây hả ông? Bây giờ tiền nhiều quá rồi, bà muốn hợp lý thì không có mua vàng nữa, mà phải mua hột sàn, nghe không? Tỷ phú rồi, nói cho nó đúng, phải là hột xoàn. Hột xoàn. Tía, còn con sao tía? Còn con? Dạ. Con là nhái mà, con của ếch mà, đúng không? Người ta biết ếch chút xấu rồi thì nhái phải có tiền. Sẽ cho nhái 200 triệu. Yeah! Mua ngàn cấp hội mới ghim gì đáng đi. Còn con của con sao thế? Còn con của con. Con mày biết mày tính cho tôi hỏi tao mà chú Duyên. Thôi. Bây giờ nè, mua nhà nè, mua xe hơi nè, rồi mình sẽ đi du lịch. Du lịch? Ừ. Đi Sa Pa đi ông.
Thôi má, mình nhiều tiền mà, mình đi châu Âu. Châu Âu nó tiết mới đã. Đúng, đúng là nhai còn của anh. Phải đi châu Âu. Đi châu Âu, đi châu Âu. Châu, vậy là đi nước ngoài hả? Dạ đúng rồi. Đi châu Âu để mình coi tượng nước thần tự do. Yeah. Trời ơi, đã quá má ơi. Tại sao có tờ vé số nó không rơi vô trong cái nhà của tôi? Trời ơi, trời cho ai nấy hưởng chứ bộ. Nhưng mà chắc mai mốt tao cũng tập chơi vé số quá. Chứ chạy xe kiểu này biết chừng nào mới khá nổi bà. Trời ơi. Trời ơi, mày đừng có lo trúng số, có ngày mày cũng tới số à. Vô duyên mày. Thôi tao mệt tao bay quá. Trúng số á thì cũng phải là có số trúng nó mới được chứ. Bộ cứ mua vé số là có à. Trời đất ơi, mệt quá. Đúng rồi á, ruột nói là đúng á, đúng không? Số là tìm mình, chứ mình không bao giờ tìm được số đâu. Ê, gì? Tao hỏi mày nha. Ví dụ mày có số tiền lớn, mày trúng số á, độc đắc 2 tỷ, mà mày năm tờ như vậy, mày quá trời tiền, mày làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Ê, tôi nghe cái câu bà hỏi nó hot trên mạng lắm luôn á. Mấy đứa nó dở thì tiền nhiều. Ủa mà tiền nhiều để làm gì ba lít? Thằng ngu thì tiền nhiều thì mày để anh để làm gì vậy? Để làm gì đây? Ai biết, đó giờ tôi có bao giờ nghĩ là tôi có số tiền lớn gì đâu trời. À, tôi mà trúng tờ giấy số độc đắc ha. Tụi nhỏ nó nói vậy là tại vì lâu lâu không có tiền uống ly phê đá. Không lẽ mình người lớn mình không bao tụi nhỏ được ly phê đá ha? À, nói như vậy tao chịu. Nói như vậy tao chịu. Dài dòng không anh? Dài dòng. Bởi vậy. Uống nước phải không? Bữa nay ai uống cái gì cứ tính tiền tôi. Đó. Vậy hả? Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng không anh? Đến bên kia luôn. 6 ly. Giờ mỗi ly lên khoảng 100% được không? Cơ hội. Bà là cái người đàn bà mà cơ hội nhất của cái xóm này luôn. Lâu lâu mới. Nhưng mà nói thiệt, nó trúng số, không có sợ. Chơi luôn. Ờ vậy á, được á. Ờ. Chú đừng. Nay nay mình làm đại gia, mình chơi tới bến bữa. Lát đi con cuốc xe ủng hộ chú Tư. Trời đất ơi, cái gì vậy ông nội? Cái gì mày làm tới giật mình hoài à? Xin phép mọi người cho tôi ý kiến cái này cái. Cái gì nữa? Mấy ngày qua chú Tư có nghe trên báo người ta nói xe ôm cướp đại gia. Ghê lắm. Cướp của hả? Ừ. Ê, sao đục vô mỏ mày nghe? Đừng đá đổ chén cơm tao nghe mày. Đi bộ đi, chắc ăn. Mày mới là thằng vô duyên thúi đó. Xe ôm tao không đi, tự nhiên đi với mày đi bộ. Anh, đừng đi xe ôm, đừng đi bộ. Gì? Không thôi, không đi đâu, anh ở lại quán em cũng được. Ờ vậy bà. Ở lại quán em nghỉ. Bây giờ nè, tôi đi xe ôm á, thì nó cũng bị cướp. Mà đi bộ dưới này cũng mỏi chân. Mà tôi ở lại với bà thì tôi nghĩ tôi cũng chết ngợp thôi. Thấy không? Thôi nó tóm lại là giờ đó tôi không ở với ai, tôi không đi gì, tôi sẽ đi chưa thôi, tôi đi về. Bây giờ tôi đi về. Ủa chú Tư ơi, vậy chừng nào đãi tiệc vậy chú Tư? Ủa tiệc gì? Đúng rồi chú Tư, nhưng mà mình phải ăn mừng chứ chú. Đây nè, tôi trúng số, chừng nào có tiền đó tôi lãnh được tiền tôi mới đãi tiệc đó chú Tư. Bữa nay mới có thứ sáu à, rồi thứ bảy chủ nhật, thứ ít nhất là thứ hai người ta mới làm việc lận. Phải đợi 3-4 ngày, lâu lắm chú. Trời ơi anh ơi, bây giờ anh ra ngoài đại lý á, anh đổi là anh có tiền liền, trả tiền qua hồng có chút xíu à, nhằm nhờ gì? Tôi trúng số lên tận công ty tôi lãnh, đỡ được cái tiền qua hồng, tôi lấy tiền tôi đãi cho mấy người ăn ngấp mặt luôn. Thôi nhưng mà chú đợi tới lãnh tiền lâu lắm nó nguội hết sao, đãi liền cho nóng. Đãi liền phải không? Dạ. Được thôi, có khó gì đâu. Nếu muốn đãi tiệc đó thì bây giờ tôi cũng tùy thuộc vào một người. Ai? Đó đó, đó đó, cái người mà nổi nhất ở đây đó, cái người mà bự nhất ở đây đó. Chị đó. Nhỏ. Bây gia đình mình phải chơi theo một cách của đại gia. Gì? Cái bộ giọng tôi nó mờ quá, ông đổi cho tôi bộ khác đi. Trời ơi, tưởng gì khó. Được rồi, tôi mua cho bà 10 cây, bà tự gọt bà đeo đi ha. Chú Tư ơi, xem Tư, chú Tư ơi, chú Tư. Nè nè nè, chú cháu con. Nè 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 nè. Trời ơi, xem Tư, xem con sống hả? Rồi con gặp chú Thiếm con mừng. Ủa cô là ai vậy mà kêu vợ chồng tôi chú Thiếm? Dạ con Lượm, Lượm nè. Lượm nào vậy cả? Trả ông nhiều ông nhớ. Ông nhớ kỹ lại con. Đúng rồi chú, chú ráng nhớ trong tiềm thức của mình đi chú. Tôi đang ráng nhớ trong tiềm thức nè. Mà bây giờ tôi chưa nhớ ra, mà giờ con ai vậy? Dạ để con kể chú nghe. Chuyện là như vậy. Con là Lượm,
Lượm. Con của Út Cốc. Út Cốc. Cháu của Ẩn Ương. Ẩn Ương. Con của ông Nồng Nồng. Chú nhớ chưa? Vâng. Cốc ha. Ẩn Ương, Nồng Nồng. Ông là ớt. Con gái ông là nhái. Chắc dòng họ thiệt rồi ông ơi. Bây giờ gia đình con sống sao rồi? Khổ. Khổ lắm Thiêm ơi. Gia đình con khổ. Gia đình mày khổ. Sao mày tròn như vậy? Hen. Ông với nó uống đu giống nhau à? Dạ đúng rồi bà con mà. Bà con nói chú Thiêm nghe, hôm nay con qua đây thấy chú Thiêm còn sống con mừng quá. Nhưng mà con qua đây để nhìn nhận lại chú Thiêm sau bao năm dài xa cách biển biệt. Con nhớ chú Thiêm lắm. Rồi rồi, nhớ. Với lại chú Thiêm có biết không, người ta có câu là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cái tuần này tôi có coi. Cái tuần cái lương gì vậy hả? Cái lương. Không. Không phải cải lương chú à. Mà đó là sự thật. Ông. Hôm qua nay ông nhận 50 đứa cháu rồi đó. Nhận đứa này nữa hả? Cái mai kéo cả bầy tới cho ông nhận nữa đó. Đúng là bà nói đúng căng à. Không biết chừng ngang. Mai mốt ha. Bắt đầu cái tới con nuôi ha. Cái con rơi ha. Con rớt cái con nhặt ha, nó kéo về đây cho ông nhận luôn. Dạ không. Hả, gì? Con thưa Thiêm, Thiêm đừng nói ăn ức cho con. Con không phải là rơi rớt mà con là lướm. Lướm. Đúng rồi đó, nhớ con rồi đó. Con sống chi mà gì, con cái đông dữ vậy. Anh mẹ 10 triệu đó nha anh. 10 triệu thì bố tôi trả luôn 2 triệu luôn. Bà con biết mình trúng số trơn rồi rồi. Không đãi coi kỳ lắm. Thấy không? Đúng rồi. Người ta biết mình trúng số mà mình giấu, người ta nói mình xấu. Đúng rồi. Đó, thành ra giờ mà trúng số cũng mệt thiệt hả? Mệt mà vui. Em cũng khoái mệt vậy đó. Thôi yên tâm đi. Cái chuyện trả chuyện nhỏ. Tôi về tôi lãnh tiền nghe không? Dạ. Khoan hỏi. Vậy chừng nào anh cạo đầu? Cạo gì? Hôm bữa anh nói á, anh hứa trúng số là anh sẽ cạo đầu. Dĩ nhiên quá. Đang tâm trạng anh vui sợ luôn. Nhắc cạo đầu. Em nhắc thôi mà. Chừng nào mà tôi đi du lịch tứ xứ tôi về rồi đó. Lúc đó cạo. Chẳng lẽ giờ mang đầu trọc đi du lịch. Dạ đúng rồi. Thôi về nha, lấy tiền nghe. Anh nhớ nha. Gì? Khi nào mà anh thiếu anh gọi điện cho em bay tới liền. Em tiếp tế tiền cho anh nghe chưa. Bà có đứt lăng tới cho bài đó gì. Anh thiệt á. Gì đây mày? Gam nhở quá vậy? Cái tiền mượn 200 đi. Không có tiền. 200 không có trời. Tao nói mày không hiểu không? Tao nói tiếng Việt. Không có tiền. Bà Hồng, tôi mượn đỡ 200 đi. Đang chở bà khách đi công chuyện cái tự nhiên xe chết đi xe rồi. Tôi mượn 200 sửa xe. Tao nói không có mày không nghe hả? Trời, 200 không có, làm hiếm quá vậy. Bà xạo. Bà hổm tôi nhớ là bà hứa cho chú Tư mượn tiền đại tiệc ăn mừng trúng số này. Không có hứa thì tao cho mượn luôn rồi. Bởi vì tao mới hết tiền, sao tao cho mày mượn được? Ngộ quá. Cho chú Tôi mượn luôn rồi hả? Ừ. Giống thêm mượn tiền đúng không? Đúng vậy. Ích kỷ, làm hiểm. Tôi qua tôi xin chú Tôi mới trúng số của tôi 200 ngàn. Đi. Làm hiểm. Đang vui gặp nó hả? Ám thật. Chiến này tôi cho cả sớm. Lé mắt hết. Tân. Rồi. Chú đi tham quan dự án rồi chú thấy sao chú Tư? Cũng được, cảnh quan cũng tốt đó. Dạ nếu như chú thấy được á chú đặt cọc đi, con dành chỗ tốt cho chú. Đặt cọc hả? Dạ. Ê mày đặt cọc có khuyến mãi không mày? Dạ nếu như chú đặt cọc liền á con sẽ chiết khấu cho chú 5%. 5%? Ê hồi nãy mày nói ngang giá ai nhân nhiêu vậy? Dạ 2.7 tỷ. 2.7 tỷ? Dạ. Lấy tao 3 căn. 3 căn? Ừ. Chú mua để kinh doanh hả chú? Sao mua sỉ dữ vậy? Mày nhiều chuyện quá. Mày bán rồi tao mua gì cho cha tao. Tao mua để ở được không? Vậy là nhà chú chắc đông người lắm đây nè. Đông đâu mà đông. Tao nè, vợ tao nè, gái tao nè. Đáng lẽ tao mua 4 căn. Dạ. Còn cháu nữa. Nhưng mà giờ nó còn nhỏ quá. Phải cho nó ở với mẹ là thôi mua 3 căn thôi. Trời ơi, sao mà ở hết trời. Trời đất ơi, có gì đâu, nói tôi kia người căng. Tôi thoải mái, không rãi. Dạ, chú đại gia quá. Thôi vậy giờ mình làm hợp đồng đi nha chú. Ký hợp đồng hả? Dạ. Thôi, này, để thứ 3 đi.
Bữa nay tao có hẹn với mình hẳn xe hơi á, ra ngoài lượn kiếp bạn có gì đi tao đi dạo phố. Ăn qua chú. Đi qua đi. Dạ. Ê này khoan khoan, tao có điện thoại. Alo. À, công ty du lịch hả? Ừ, tôi có gọi, tôi hỏi chuyến đi du lịch châu Âu, đúng không? Mà lựa chuyến nào gần nhất cho tôi nha. Trời ơi, châu Âu gì, tôi xin báo tôi biết, sao biết. Châu Âu là phải cái chỗ của tượng thần tôi do cái gì. Trời, tôi làm tôi dốt gì thân. Ờ, đúng rồi, nhớ nha. Ok, ok. Rồi, cấp máy. Quay phải tập nói tiếng Anh rồi, ok rồi. Dạ vậy thôi rồi con xin phép chú con về trước nha chú. Dạ 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 thứ ba lại nha, nhớ lại nha. Chứ đừng đi trễ là vợ chồng tôi đi gặp lòng ký được á. Dạ dạ cảm ơn. Ờ vậy vậy đi, vậy đi. Yeah. Cho cái cảm giác chung chung là đã. Nó lần. Thằng đừng giờ đi qua hát sợ. Được rồi. Đó. Giờ tôi số mình qua hãng thôi mà cái quỷ này sao muốn đập thắng đập nghe. Cái này phải thay đổi luôn nè. Bỏ nè. Mang đổi bữa nay thôi nghe. Đi qua hãng thôi. Nè. Ở nhà nghe. Tôi đi lãnh tiền nghe. Khoan. Ông. Ông đi mình hả? Ờ. Cho tôi theo dưới được không? Trời tôi đi dưới. Ơi. Đàn ông làm chuyện lớn. Dẫn vợ con theo đụm đề làm cái gì? Ở nhà đi. Vậy hả? Ừ. Ờ mà khoan. Gì vậy? Tự nhiên cởi quần tôi làm gì vậy? Tôi gì vậy? Bận cái quần này vô. Tôi đặt người ta mai. Quần nào cũng bận hết trơn, tự nhiên bận. Chính cái túi ở trong lận. Đựng tiền cho nó, ta đừng có thấy. Bà lạc hậu quá. Thời buổi này mà lãnh tiền mặt. Ủa? Cái gì vậy? Lãnh bằng cái gì? Người ta chuyển khoản không à. Trời đất ơi. Rồi còn cái quần này. Tôi lỡ đặt mua rồi sao? Bà mua rồi hả? Thôi nè, giữ đi. Mất bữa nào đi chợ bận vô. Quần đàn ông sao tôi bận được. Kệ bà, tôi giờ trễ rồi tôi đi nghe không. Ờ. Đi à. Ông đi cẩn thận nha. Má, má. Má coi giùm cho con á, chiếc màu tím với chiếc màu đỏ nào được má nè. Đó. Ừ. Ờ. Tím hay đỏ? Má thấy chiếc màu tím nè. Màu tím là đẹp đó con. Tím hả? Ừ. Sao nhìn quệ quá vậy? Quệ là gì? Quê hả? Ý nó quê. Trời ơi, con gái đi màu tím cho nó nhu. Ờ. Vậy con đặt chiếc màu tím nha má. Ừ, thích hợp với con nhà mình. Xong. Trời ơi, chuyến này hả, là má đi chợ khỏi lo mỏi chân, con chở má đi. Khỏi? Sao vậy? Ủa? Đâu có cần con phải chở má. Sao? Con đặt cho má một chiếc, để má tự đi. Ờ, hết. Mình có tiền rồi, hai mẹ con mỗi người đi một chiếc. Đúng rồi. Đặt cái chiếc màu đỏ cho má. Màu đỏ hả? Ừ, má phải đi chiếc màu đỏ. À, rồi còn tía mày nữa. Sao má? Ổng cũng đang đặt chiếc siêu xe đó, để ông đi khảo sát ruộng đồng đó con. Dữ vậy? Ừ. Lúc này, nhà mình rất là hãnh diện với số khỏe. Ui, đã quá má ơi. Vậy là nhà mình đợt này lên hương rồi má. Lên hương luôn, trời ơi. Chiếc tăng gia, một chiếc siêu xe. Trời ơi. Trời. Nửa mày nửa mặt tới thiên hạ quá má ơi. Trời đất ơi. Giờ này sao Quý Nhơn của tôi chưa qua nữa. Ông Tư Ếch ông đâu rồi ta? Anh em không có qua đâu, mày đừng có tâm. Ủa sao ruột biết? Chuyện gì của ổng mà tao không biết. Ê ruột. Gì? Ruột nói chuyện giống như là vợ của chú Tư Ếch vậy. Chuyện trong nhà người ta gì cũng biết chứ là sao. Ông Tư Ếch á, ổng còn sợ tao còn hơn vợ ổng đó. Tao là chú nở mà. Ừ. Ê, vậy bữa nay biết Tư Ếch đi đâu không? Ông đi lãnh tiền rồi. Trời ơi, lãnh tiền hả? Ừ. Thôi, vậy lát vào bển chơi, coi thử có gì phụ được phụ ta. Mày quan chi vậy? Tính nhận bà con hả? Tao lao á. Tôi với hai nhái cũng là thanh mai trúc mã. Sau này thế nào á, tôi cũng làm rể nhà Tư Ếch nè. Coi bộ á, từ lúc mà ông trúng số có nhiều người thân đến nhận dễ sợ luôn mày. Đi lãnh tiền gì mà từ sớm mơi đến giờ sụp tối rồi mà chưa thấy gì nữa. Thấy tía có chuyện gì không ta? Ê, xui. Dạ. Phùng nó mới nói lại. Hay là chắc tiền nhiều quá rồi đến bông sợi.
Không có đâu má. Bây giờ ta toàn đến bằng máy không mà ai đâu đến bằng tay, chừng nào mới xong. Ừ ha. Biết gì vậy? Hồi sáng tao đi với ổng cho rồi. Ồ, sao sáng má đi với tía cho rồi? Tía! Không. Ngồi sao ngồi, rồi tía? Ngồi không? Ngồi. Uống miếng nước đi ông. Sao rồi tía? Ông lãnh tiền sao rồi ông? Chưa luôn hả? À, hay là người ta hẹn ngày mai tía? Ừ, chắc vậy á. Tới 10 tỷ lận mà. Ngày mai ông ấy má đi với tía luôn đi. Ừ, để mai tôi đi với ông ha. Khỏi đi. Sao vậy? Ủa, lộn ngày hả tía? Đúng ngày. Hay là lộn đài? Đúng đài. Ủa hay là tía mua vé số giả? Vé số thiệt luôn. Vé số thiệt? Đúng ngày. Mà sao lãnh không được? Ông nói rõ cho tôi nghe coi. Lộn tháng. Cái gì? Tôi mua vé số mà tôi âm dò bây giờ nó quá tháng rồi. Trời ơi, thấy chưa? Tôi đã nói với ông rồi. Mua ngày nào thì dò ngày đó đi. Để cho một đống đó rồi bây giờ quên. Trời ơi. Vậy là mình không trúng vé số hả tía? Chết rồi. Hai chiếc xe tì gà mới đặt. Rồi còn vụ đi cho làm sao tía? Thôi ráng đi. Tía dành tiền cho mày đi Châu Đốc chơi. Trời ơi, Châu Đốc không biết có tiền đi nữa không à. Trời ơi, bây giờ hả? Vé số không trúng mà tiền bạc thì mượn nợ tùm lum. Tiền đâu mà trả cho người ta bây giờ? Trời ơi, tôi đợi. Trời má ơi. Trời, bà ra đây. Bà. Tôi hỏi anh nè, bây giờ tiền của tôi anh tính sao? Bây giờ qua năn nỉ nè. Năn nỉ gì? Lỡ rồi. Tôi thư giùm tôi đi. Tôi bán sớm cái lứa heo rồi tôi trả luôn. Tôi không cần biết. Miễn á, có tiền trả cho tôi là được rồi. Nhưng mà mai mốt đừng có lấy tiền lời được không? Tôi lấy lại vốn được á là mừng rồi. Lời lớn gì nữa? Cảm ơn. Cái gì nữa đây? Bây giờ vô số rồi đúng không? Đợi chút. Ồ. Trời ơi, có vé số nữa hả? Thôi chỗ này mày chỗ khác. Biết đâu chừng có tiền trả luôn sao? Mà lúc trước có muôn tháng mới dọn lần. Giờ mỗi ngày mới dò cho chắc ăn. Đúng đài đó nha. Biết rồi. Trúng rồi. Trời ơi. Trúng rồi. Trúng đập đánh nữa hả? 100,000. Ừ, vậy tưởng là ngon lắm. Trời có trúng rồi đâu vui rồi. Tôi đúng của tôi. Tôi trúng tôi vui chứ gì ngộn. Nhớ gì không? Hôm bữa tôi nhớ anh nói rằng á là khi nào anh trúng số nhớ không? Ông sẽ cạo đầu. Anh tên tên nên coi coi nên cái đầu anh trời ơi 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 trời trời đất ơi sao tôi khổ như vậy trời. Không lẽ bận cái đầm cũ này sao? Cái gì mà than dữ vậy đâm gạo? Em khổ quá à. Ngày mai đi sinh nhật mà chọn hoài không có cái nào qua được hết á. Anh thấy cái đầm trên tay em đẹp mà. Cái này đẹp nhưng mà chật rồi, với lại em bận rồi. Đi sinh nhật của người ta mà em tính lộng lẫy hơn chủ tiệc à? Trời, ít nhất em cũng ở Sài Gòn về. Em phải ăn vận như thế nào cho tụi nó đừng có chê cái gu thẩm mỹ của em chứ trời. Con nhà nông mà sang nói như là rít kít vậy. Anh, bộ anh không biết đồ bận đi tiệc là chỉ bận một lần, ai mà bận 2-3 lần. Quê mà quê thấy sợ. Chắc đó là lý do tại sao né đúng không? Ủa anh Ba Bắp? Dạ.
Gì? Nhà rảnh không? Đi uống cà phê nói chuyện chơi. Không, giờ tôi lu bu dữ lắm, tôi không có thời gian đâu mà uống cà phê hết trơn. Ủa mà nháy lu bu chuyện gì? À, tôi đi lấy hàng gì cho khách. Lấy hàng gì vậy? Tôi bán quần áo. Bán quần áo? Ừ, cái kiểu giống như bán online trên mạng gì đó. Biết bán hàng online không? Biết, trời, nháy dỗ dữ vậy hả? Bắp có điện thoại, chị bắp mà. Mèn đét ơi, điện thoại đâu mà mới giữ mới mua hả? Ở quê xài cỡ dây được đâu. Anh trời, quê xài gì là ghê lắm rồi á. Ê nhưng mà nói nè, nhà này đẹp trai quá ha. Mà nhớ là không phải anh đâu mà bà con dòng họ chòm xóm gì đó. Anh đủ anh mua hết giùm cho tôi nha. Bắp giờ kêu Nam Gạo, nó mua Nam Gạo thích lắm. Ừ, được kết cho buổi đảo à. Nhớ kêu nha. Thôi đi đây, tôi đi về. À, quên, tôi đi làm cho khách. Anh lấy đi. Năm ơi! Năm ơi Nam, nhận hàng này Năm ơi! Gì đó? Chú Chính. Tèo hả? Dạ, nhận hàng này chú. Chú đâu có đặt hàng gì đâu mà nhận, có lộn không? Nè, cái này là của Năm Gạo nó đặt. Năm Gạo hả? Dạ. Ê, tiền hàng của chú là 300. Chú phải trả tiền nữa hả? Trả cho chú, cái này là tiền hàng với tiền thu hộ của con luôn á. Chú ký giùm con cái đi. Đây, ký thì đưa tiền luôn. Ký chỗ nào? Nè, tên mình nè trời. Đó, tên Năm Gạo. Dạo. Dạ, cho con xin 300 đi. Đầy đủ nha. Dạ, cảm ơn chú. Ủa mà bộ lúc này không có chạy xe ôm nữa sao mà đi giao hàng? Đâu có, chạy chứ chú. Mà ế quá nên làm thêm công ty giao hàng. Bữa nào có khách chạy, không có khách đi giao hàng kiếm thêm. Cũng giỏi quá ha. Chứ sao chú. Ôm đi nha. Ừ. Dạ. Năm Gạo nó đâu rồi bà? Ta nói nó đi đâu mất biệt từ sáng tới giờ á. Ông kiếm nó có chuyện chi vậy? Bà coi nó mua đồ gì mà người ta giao đến tận nhà đây nè. Rồi ông uống miếng nước đi. Trời đất ơi, nó làm gì mà nó mua nguyên một đống đồ dữ vậy? Nguyên một tủ đồ nó đã mặc hết đâu, bây giờ mua thêm một đống vậy nè. Thì con gái nó xí soạn, nó giống bà chứ giống ai. Tôi nói cho ông nghe nha, nguyên một năm trời tôi mua có hai bộ đồ thôi đó, vậy mà ông nói tôi xí soạn. Cái tính xí soạn này nè là nó giống ông. Ừ, mà tôi nói bà nghe nè. Gì ạ? Con gái của mình chịu khó đầu tư cho nó một chút, biết đâu nó hốt được thằng đại gia nào đó thì mình gỡ vốn lại. Trời đất ơi, tôi nói này ông đừng buồn nha. Cái mình đẩy nó lên Sài Gòn á, tôi còn thấy nó có một chút hy vọng. Nhưng mà bây giờ ông tính đi nè, ở mấy cái xóm xẻo lá này, tôi thấy nguyên một bầu trời vô vọng. Năm Gạo. Ê, dạo này bà còn mua hàng online nữa không? Trời, hàng online hả? Ừ. Tưởng gì, tại bà ở dưới quê cho nên bà không biết. Chứ tôi ở Sài Gòn hả, tôi mua hoài à. Mà nói thiệt nha, tôi mua toàn á là hàng xịn, mà hàng rẻ không á. Nè bà thấy không, bông tay nè, dây chuyền nè, đồng hồ nè, 250 đó, rẻ không? Tôi cũng mới bán hàng online nè. Ba cái đồng hồ rồi bông tai dây chuyền á tôi cũng bán hết luôn. Có gì á bà nhớ mua ủng hộ cho tôi nghe. Được rồi, biết rồi. Thì bà cứ việc rau đi, có gì á tôi vô tôi like tôi comment cho bà để chim mồi cho bà bán được nha. Đúng rồi đó, bà nhớ share nữa, bà share mới nhiều người biết rồi mua hàng của tôi nữa. Bà mà mua nhiều đồ á tôi sẽ để cho bà một chế độ ưu đãi đặc biệt luôn, khuyến mãi hậu mãi, rồi á có đồ đẹp tôi sẽ kêu bà liền hả. Ừ, tưởng gì, la dạo xe dạo là nghề của tôi mà bộ không biết hả? Có gì tôi giúp cho. Đúng rồi, tôi cảm ơn bà nghe. Thôi tôi đi lấy hàng đã. Ừ thôi, bye bye. Trời, mày nghĩ sao vậy? Mày tưởng tao giúp mày thiệt á hả? Chẳng qua tao like để làm gì, để tao lấy lượt tương tác thôi. Ở quê mà mày đặt đòi bán hàng chất lượng. Đồ co giãn. Anh đang coi cái gì mà chăm chú quá vậy? Cái gì? Cái điện thoại là cho anh coi.
tôi biết rồi nha. Anh đang coi hai nhái livestream nè. Biết gì biết trái điện thoại là chị. Anh mê cái con Sigurd Mom đó đúng không? Em cái miệng mày lại nha. Mày, khó khăn lắm ấy, mới giật được mà tự nhiên trả anh chi. Mà nè, anh coi nó livestream như vậy á, nó có bán hàng được không? Cũng sơ sơ. Sơ sơ. Cái xóm xẻo lá này mà cũng bày đặt bán hàng online, bán hàng trên mạng đồ. Bày đặt cái gì mà bày đặt? Tao thấy nó còn giỏi chứ bộ. Dễ thương nữa. Dễ thương, giỏi đồ. Ủa, tao thấy mày với nó cũng thân lắm mà. Thân gì mà thân, tại cùng xóm thì bằng mặt cho nó vui vẻ vậy thôi. Chứ từ trong sâu thẳm trái tim hả, thì nó làm sao cùng đẳng cấp với tôi được. Ít gì á, thì tôi cũng là từ Sài Gòn về, cái gu thẩm mỹ của tôi cũng hơn nó chứ. Quê mùa. Không biết ai hơn ai à. Đưa điện thoại là cho anh coi. Trả nè. Làm thấy ghê. Để tôi chờ coi, tôi chóng mắt lên tôi coi. Nó bán hàng rồi ai mua? Không ai mua, tao mua. Mua đi. 5 gạo. Mày đi mua cho má chai dầu. Dạ. Mày đi chưa? Đi lẹ lên về cho má còn nấu đồ ăn nữa chứ. Trời nắng muốn chết. Tự nhiên vác cái thân ra ngoài đường mua có chai dầu ăn. Mày đi chưa? Con biết rồi. Đợi con đi bôi kem chống nắng chứ. Con hai nhái. Mọi người ơi, vô coi bán đồ này mọi người ơi. Để em lựa đồ nào đẹp like cho mọi người nha. Đây, áo khoác jean đen cực kỳ đẹp, vải cực kỳ đẹp luôn. Bao chất, mọi người thấy không? Nên form cực kỳ đẹp, chắc nữa chứ. Hộp thời trang nữa, mọi người thấy có rách 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 đây không? Mọi người comment số điện thoại kèm theo địa chỉ là em giao liền nha. Em ship liền trong 30 giây là có liền luôn á. Hàng em có sẵn, mọi người yên tâm. Má ơi. Chào anh rồi má. Rồi, cảm ơn con. Ủa, mà ở đâu ra mà lẹ dữ vậy? Con mà. Mọi người mua là inbox số điện thoại rồi địa chỉ em giao liền nha. Nhai, cái chai dầu của má mua hôm qua đâu mất rồi con? Rồi mày tính chừng nào mày đi làm lại hả? Làm cái gì mà cả ngày mày cắm đầu vô cái điện thoại vậy con? Con đang canh hàng sale đó má. Canh hàng sale là sao? Là hàng giảm giá đó. Cái đầm á có 50 ngàn thôi đó má. Rẻ hơn cho nữa. Cái gì? Cái đầm mà có 50 ngàn hả? Dạ. Ê mày coi xem là có đồ mà tụi má mặc được không con? Dạ có chứ. Má lên má gõ là trang bán hàng là nó có hết, cỡ nào cũng có. Không ấy mày gõ mày vô mày kiếm cho má bổ coi. Dạ. Không. Con đang canh của con. Xong rồi con tiền cho má nha. Trời đất ơi, mày canh xong của mày thì nó bán hết hàng của má rồi còn sao nữa. Mày mở ra liền giùm coi. Chị Chính. Ủa, chị Tư vô chơi. Vô chơi chị. À chị, nhà chị còn dầu ăn không? Cho tôi mượn đỡ một chén đi. Hôm qua mới đi chợ mua tức thì chai dầu chưa có khui. Mà giờ làm đồ ăn cái tự nhiên kiếm hoài không thấy cái chai dầu. Trời, nhà chị hết dầu á, nhà tôi cũng hết dầu nè. Mà, ủa đây nè, kêu con nắm nó đặt đâu á, người ta giao lẹ lắm. Kêu quá tới liền luôn vậy đó. Ủa, con mua ở đâu mà hay vậy con? Con mua trên mạng đó. Dạ, đúng là con gái chị á, đi làm thành phố về có khác ha. Chẳng bù lại cái con nhái nhà tôi. Tối ngày cứ rú nhà, mà cứ ôm miết cái điện thoại vậy. Thôi, con đi xuống con lấy cho dì Tư chén dầu đi. Dạ. Ngồi chơi chị, chờ nhỏ nó lấy dầu cho, uống nước nè. Alo. Alo, anh Ba Bắp hả? Ừ. À, anh Ba Bắp đang làm cái gì đó? À, anh đang ngồi uống cà phê nè, mà em gọi anh có gì không? Ủa, anh tưởng tôi rảnh lắm hả, tôi gọi cho anh. Gọi để tôi báo cho anh một công việc. Tôi giận anh rồi. Ủa, tôi là... gì trời? Nắm gạo ơi, dẫn hàng nữa nè, nắm gạo. Tèo hả? Dạ, chú Chính.
đồ của Năm Gạo nè chú. Còn bộ cái này là của Năm Gạo đặt hết á hả? Dạ, nhiêu đây của Năm Gạo đặt nè. Đó. Hàng tới, hàng tới. Ê, đồ của em nè. Bao nhiêu anh? 1.250.000 à. Anh giữ luôn đi. Vào sớm, em bỏ luôn đó. Bỏ luôn anh hả? Cảm ơn nha, nè nè. Té cầm con té. Ê, mốt đặt nhiều nhiều cho anh có chuyện làm nha. Thôi, vậy chú Chính đây. Dạ. Alo. Bây giờ có lẽ anh đang suy nghĩ là hả, tại sao tôi giận anh đúng không? Vậy thì để cho tôi nói anh biết nè. Không có cái gì mà tự nhiên hết á. Cái gì cũng phải có cái nguyên nhân của nó hết á. Anh không biết tại sao tôi giận anh không? Không. Tại sao mấy bữa nay tôi bán hàng online mà không mua ủng hộ cho tôi? Tại nhái bán toàn đồ con gái không, sao tôi mua? Ủa, tôi bắt anh mang hả? Thì anh mua đi, anh cho em gái anh, cho má anh, chứ tôi có bắt anh mang không? Nhưng mà tôi đâu biết đường chọn đâu. Ủa, tôi biểu anh lựa hả? Thì anh nói là anh mua đi, rồi tôi lựa cho anh. Vậy tôi mua. Vậy bây giờ á, em chọn xong rồi cái em kiếm qua cho anh liền luôn nha. Ừ. Dạ, em cảm ơn bác bác. Con mua đồ chi mà nhiều tiền dữ vậy con? Con mua những đồ dùng thiết yếu thôi mà tía. Mình ở dưới quê, đâu có đi đâu ra ngoài nhiều đâu. Nhầm giàu mà tía sợ gì? Bởi vậy. Thôi, tía kệ con đi. Sau này á, con có lấy chồng giàu, con trả cho tía cả vốn lẫn lời luôn. Tía chỉ lo là không biết con có lấy chồng được không. Cứ ở đó mà mơ lấy chồng giàu. Tía. Đi qua đi lại hoài vậy, tao chóng mặt quá trời. Ê, Tèo. Chú Chính. Nữa hả Tèo? Nữa chứ. Trời đất ơi. Năm Gạo ơi, là Năm Gạo. Ê, đừng la, Năm Gạo tội nghiệp này của con Ba Bắp. Tiếc của con, thì... Nè, nè. Hàng tôi đâu? Nè, đó. Hết bao nhiêu tiền vậy? 1.000.000. Hey, kiếm cái, Không bo luôn trời. Hơn gì đi chú Chính. Bắp. Dạ. Bữa nay mày biết mua đồ trên mạng nữa hả? Con mua cho cả nhà đó. Con mua cho tía với má luôn đó. Trời đất. Con thun giải mát kìa tía. Cái này là của con trai đó hả? Con đâu biết, tao sẽ túi nằm trước tía. Đồ con gái gì mày? Mày không biết đồ nào con gái con trai hả? Trời ơi, nó mua cho ông cái áo hay cái mền vậy? Trời, cái áo mà nó không ra cái áo mà trời. Trời, chắc coi nè. Nó bị bà mặt như vậy á hả? Trời ơi là trời. Thôi chăng giờ tụi bay mặc vậy đó hả? Nè, đó mày mặc thử cái này cho má mày coi coi. Hả? Còn dư luôn đó. Tía ngọt chết còn tía. Đồ tụi bay mua tụi bay mặc. Tía, con đổi lại cho tía. Thôi, khỏi đổi. Trời ơi, đồ cái gì đâu. Anh Ba, mua hàng online á, đổi trả là chuyện bình thường. Có gì mà anh sợ dữ vậy? Nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt. Lỡ cô giận anh sao? Trời. Bởi vậy, ngay cái giây phút đầu tiên xem livestream của nó, tôi biết thế nào anh cũng mua đồ của nó mà. Chẳng sai, chẳng sai. Lần đầu cổ buôn bán, anh ủng hộ cổ lấy điểm chứ. Ủa, vậy sao anh không mua đường muối bột ngọt gì đó đi? Được tiếng là ủng hộ cổ, còn được tiếng thơm nữa là hiếu thảo với má. Sao anh không mua? Tào lao. Sao mày không nói sớm? Anh có hỏi tôi đâu mà tôi nói. Bây giờ tính sao? Thì trả đó. Ủa, nhái, em có chuyện gì vậy? Em buồn chuyện khởi nghiệp của em. Nhưng mà không sao,
em sẽ thiệt cố gắng. Ờ, mà anh nhận được đồ chưa? À, tím anh mang đồ của em có đẹp không? Em biết là anh mua cho tím á anh, nên em lựa toàn là đồ đẹp không à, đồ mát mẻ nữa chứ, hợp fashion nữa. Nhưng mà tím anh có khen đồ của em không? À, anh không biết nói sao nữa. Ủa, mà anh kiếm em chi vậy? Bắp cái này là sao? Cái này đồ bắp mua của nhái này, cho bắp trả lại. Đồ em lựa cho tím anh toàn là đồ đẹp luôn rồi, thấy có mà tôi trả. Thôi được rồi, được rồi, không trả nữa. Anh bắp ơi, em khổ, anh bắp ơi. Người ta mua hàng của em, cái người ta kêu chuyển khoản cho em, xong rồi cái em đưa mật mã cho người ta, khi em bấm vô cái link, mất hết tiền của em rồi anh bắp ơi. Giờ sao đây? Gạo ơi, nhận hàng nè. Gạo ơi, Gạo ơi, nhận hàng nè. Nhỏ nhỏ thôi. Nhận hàng nè. Qua luôn á. Bữa giao hàng cho em lạnh khoái à. Nè, ký một cái. Mốt nhớ mua đồ nhiều nhiều nha. Đăng cái hình mướt con mắt lắm. Hình thiệt. Cái giải tưởng giải cho bà ngoại không? Hình lừa đảo. Trang bán hàng lừa đảo. Gì vậy Năm Gạo? Là ố không sơm vậy? Anh nhìn hình quảng cáo. Hình anh thực tế. Ai kêu mua đồ để tiền chi? 1.800.000. 1.800.000? Mua hàng online mà bị tổn thương tâm lý nặng nề ghê. Ráng thèm coi chừng nó, không khéo để nó nhảy bờ nhảy bụi nó chết. Hey, cái miệng ông ăn mắm ăn muối nó tầm bậy tầm bạ không à. Chứ bà không thấy nó hả? Thôi bây giờ ông với ba đi hướng này, tôi đi qua đây theo nó nghe. Được rồi, bà đi đi. Tôi thấy nó đi lững thững thiểu não, tôi không biết nó đi đâu mà tôi thấy nó buồn quá kìa. Ủa? Ê, nói nghe nè, mới nghe nói cái gì mà có cái nồi mà làm sữa chua gia đình nó nhỏ nhỏ gọn gọn xài dễ lắm. Tính mua nè, chị mua không? Ủa? Bà cũng biết cái máy đó nữa hả? Ủa? Tôi đang thích lắm nè. Vậy hả? Tới bây giờ hả? Lên mạng cái gì cũng có. Tôi còn thích cái nồi mà chiên bằng không dầu đó. Khỏi cần dầu luôn mà chiên cũng được luôn đó nha. Ê, tính coi cái tôi với chị á, mình gom chung mình mua lượt cho người ta giao lần đi ha. Con Năm Gạo đâu biết á, không mấy bà kia nó đặt luôn đi. Ê, nhưng mà con Năm á thì cũng được mà phải tính từ từ đi, chứ nó đang bị sốc lắm. Với lại bây giờ nó nói tôi nè, mua hàng online á là mình phải vô mấy cái trang gì uy tín một chút, chứ mình vô mấy cái trang bậy bạ là bị như nó đó. Ơi, tụi nhỏ đó rành, chứ tôi có biết cái trang nào uy tín, cái trang nào tào lao đâu mà tôi đặt. Ê, không ấy, chị nói ăn hai nhái nó đặt cho nó biết á. Thôi, nó mà biết cái gì. Với lại hả, nó tính toán lắm bà ơi. Nó đang nuôi con nhỏ nữa, tiền đâu mà nó mua hàng online. Thôi được rồi, vậy để Thư Thư rồi tôi kêu con nhỏ nhà tôi nó đặt cho. Nhưng mà Thư Thư chút nha, chứ cái cơn sốc của nó chờ nó qua đã. Với lại nó mới bị tí rè cho một trận, xong rồi đợt này ông mẹ nó dữ lắm. Tôi nói bà nghe, anh Chính á, ảnh khó tánh quá à. Chứ bây giờ người ta mua bán hàng ở trên mạng á,
cái chuyện đó cũng bình thường à. Đừng trách làm sao tụi nhỏ nó nói với tụi mình á lạc hậu. Thôi bởi vậy mới nói. Trời ơi, thiệt tình mấy cái đứa này. Nó hẹn nó về giờ nào thì về giờ đó đi. Làm tới chờ quá trời quá đất luôn à. Nói gì đâu mà giờ không chính xác vậy trơn, lo muốn chết luôn không hiểu nổi. Ôi. Bà làm gì? Làm gì đứng ngóng đứng trông ai vậy? Thì trông mấy đứa con mình ở trên Sài Gòn giờ này chưa thấy nó về trông thôi. Thì nó về thì nó về. Mà đứng mà ngóng mà trông chi cho nó mỏi cổ vậy? Vô nhà lo công chuyện nhà không lo. Rảnh quá à. Ha, từ từ nó về chứ có gì đâu mà phải trông đúng không? Nó chết rồi. Cái gì? Cái nồi canh tôi đang nấu ở trên bếp. Trời ơi, chắc hết cái bình ga của tôi rồi. Trời ơi, chắc chết rồi. Thấy không? Làm gì phải trông mà ngóng. Tôi nói người ta về thì người ta về chứ. Đường gì mà sỏi không à. Mệt quá à. Trời ơi, xíu nữa tới rồi, tới rồi đây nè. Ôi. Nhà bà không có ai đó đón mình hả? Ai đón trời. Từ đó giờ tôi đi bộ về tới nhà không à. Mà tôi nói bà rồi, bà thay cái đôi giày giống tôi đi. Bị đặt kêu với mặc đồ này phải đi đôi giày vậy nè, giờ đau chân rồi phải không? Thì tại bà không dặn tôi trước. Bà mang dép là khỏe rồi, còn tôi nè muốn chẹo cái giò luôn. Sao, mệt không con? Dạ cũng hơi hơi mà con quen rồi không sao. Mệt chứ sao không mệt. Không mệt cũng đứt hơi luôn nè chú. Cô thấy con thở phà phà chứ đứt chỗ nào. Bà mệt hai đứa vô tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lát ăn cơm con. Dạ. Con đi tắm đi, người con hơi xe đò nó bám đầy ghê quá. Thôi bà để tôi tắm trước đi. Mùi xe đò hôi thiệt chứ. Nó ám vô người con. Nó rùm mà. Đi đi vô đây, tôi dẫn ba Trinh đi tắm. Hai đứa tắm đi. Dạ. Bà sao vậy? Tôi thấy là không được rồi đó. Không có mai mối gì cho thằng Bãi hết á. Người gì đâu mà nhìn cái mình đó đó. Ao mẹo mà ăn nói sao mà tôi. Thì con nhỏ nói cũng hơi khó nghe, nhưng mà nó nói thật. Có là sao nó nói vậy? Bà hồi nhỏ cũng vậy vậy. Có sao bà nói vậy? Nhưng mà cái gì cái thật nó vẫn tốt hơn. Khát nước quá. Uống nước đi con. Dạ. Trời ơi, người con mùi nó khó chịu ghê luôn á tía. Sao mà cái người con mùi gì ghê quá vậy? Thì hồi nãy con đi xe đò. Mà tại vì mấy người ở trên xe đò đó, họ mang gà, mang vịt, mang đồ ăn quá trời, cho nên nó bám mấy cái mùi thúi thiệt. Đó, thấy không? Nhỏ này nó nói thật á. Có sao nói vậy? Bà bởi gì? Con làm đúng tiêu chuẩn của má đưa cho con luôn mà tía. Trời ơi, đúng gì mà đúng. Tiêu chuẩn má đưa ra gì mà thấp dữ vậy hả? Đó, thấy không? Má quên rồi, má nói gì với con. Tiêu chuẩn của má đưa ra đầu tiên là gì? Hiền lành. Con nhỏ này nó cực kỳ hiền, nó không bao giờ hại ai hết trơn. Trời, tiêu chuẩn thứ hai là gì? Chân thật. Nó cực kỳ thật. Có cái gì nó nói cái đó, không bao giờ nó giấu giếm. Thứ ba là gì? Nấu ăn ngon. Đúng luôn. Trời ơi, nhưng mà má thấy con nhỏ này nó sao sao á. Bà cái gì cũng từ từ đi. Chưa chắc gì á, thằng Bảy nhà mình ưng nó. Mà cũng chưa chắc gì nó chịu con Bảy nhà mình. Từ từ có sao. Bỏ chị Sáu mới về hả? Ừ. Nặng dữ con ha. Làm xong hết chưa con? Dạ xong hết rồi tía. Giỏi à. Wow, dừa ngon quá ta. Anh phải anh Bảy không? Ủa, vậy là chị Sáu có nói về tôi cho cô nghe hả? Em tên là Duyên. Sáu nhú kể chuyện về anh hoài cho em nghe à. Anh mới chặt dừa hả? Tôi mới chặt á. Duyên uống không? Tôi chặt cho. Uống. Ủa, tía má uống không? Mày hỏi câu khó quá bãi à. Trời nắng nóng này mà hỏi uống nước dừa không? Dạ. Mai bà ưng á, tôi kêu Bảy Cò dẫn bà đi ra ruộng bắt cua, vui lắm. Bắt cua hả? Ừ. Trời ơi, nào giờ chưa có bắt cua. Chiều mình đi liền đi. Gì? Chiều hả? Nó đi bắt cua mà làm như đi bắt vàng. Ôi, nó muốn bắt con gì nó bắt. Bà, thấy không?
Má. Thôi, bữa nay nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai á Bảy Gòn nó rảnh nó dẫn đi bắt cua. À, nghỉ đi, chiều nay tôi bận đắp cái bờ ao rồi. Mai hả? À. Cũng được. Mà sao anh không uống dừa? Tại vì đương đói bụng. Ủa, cơm nước gì xong chưa? Dọn cơm cho mấy đứa nó ăn luôn bà. Tôi đi dọn. Anh đi không phụ má? Cơm chắc hết ngon. Bà này sao đâu? Ôi. Bắt cua có dễ không? Dễ lắm, lúc mà tôi chỉ chút xíu là Duyên biết liền à. À nhớ chỉ em nha. Tưởng chạy với tao cho mình chết. Này. Ủa anh Mỹ Trò ai đây? À đây là Duyên, bạn của chị Sáu, còn đây là hai nhái. Dạ chào chị. Nice to meet you. Nice to là rất vui được gặp bạn á. Dạ chào chị. Anh và dẫn viên đi bắt cua. Em cũng đi bắt cua hả? Tôi mới dưới đồng lên nè, mới bắt được mớ cua luôn. Ôi cua quá trời luôn kìa, cho xem với nha. Đi Hường à. Cưng vậy. Anh Bảy ơi, cô cắn em. Hết rồi. Cô bị sao không? Trời ơi, mất miếng da rồi nè. Ba con cua này nó kẹp hồi hết à, chứ không đau lâu đâu. Đau quá à. Trời ơi, mấy con cua này thiệt tình á. Mà coi bộ vậy chứ nấu lẩu cua đồng ngon lắm. Đúng rồi, má tôi mà nấu lẩu cua đồng là ngon hết sảy luôn á. Lẩu cua đồng hả? Vậy anh phải nói má anh nấu lẩu cua đồng cho em ăn nghe. Trời ơi, vậy là cô tìm đúng người rồi đó. Má anh Bảy Cò á, nấu lẩu cua đồng ngon nhất cái xóm Xẻo Lá này luôn á. Cô về kêu ảnh kêu má nói cho cô ăn ha. Thôi vậy mình vô bắt cua đi. Tôi bắt đủ rồi, hai người đi đi. Giờ tôi về. Ủa sao về sớm vậy? Nấu cho tía má tôi ăn. Thôi tôi về nghe. Nice to meet you. Nice to meet you. Dạ. Trời ơi thiệt á. Đi nhiều chuyện bộ có ai chọc ghẹo thì sao về mặt mày không đứng hả? Mày tức quá đi. Gì tức? Tôi nói rồi nha, không được là không được nghe không? Gì không được? Cái con nhỏ đó đó, tôi nói không được là không được, không có làm mai gì cho thằng Bảy hết trơn á. Không được. Vụ gì? Uống gì vậy? Uống Duyên nó làm gì má hả? Nó không có làm gì hết á, nhưng mà nhìn là thấy khó ưa rồi hả? Cái gì vậy? Tự nhiên khó ưa ta, nhìn khó ưa, chỗ nào đâu tôi thấy đâu có gì đâu khó ưa. Giờ tôi hỏi ông nè, nó đi ra ruộng bắt cua, hang, mà con cua kẹp nó thôi hà. Mà nó la rần trời hết trơn, nó la ổm tỏi, nó nhảy lên bờ, nó nhảy xuống ruộng, tao nói cả đồng ai cũng nhìn hết trơn á. Có đồng ơi, má, ủa con thấy chuyện nó bình thường mà. Má ơi, nó là con gái thành phố, vậy cua kẹp nó ở đâu thì nó phải la, không lẽ giờ ba má bắt nó nín. Trời đất ơi, tôi hỏi bà nè, tự nhiên con cua nó kẹp bà la không? Nó đau phải la chứ, phải tự nhiên mà không ai động gì đó mà tự nhiên nó nhảy dựng nó la thì bà nói nó bị thần kinh. Còn cái cua kẹp thì đau la chứ. Ông ơi, cái ý tôi không phải là như vậy. Cái ý của tôi á là ở cái chỗ là nó về quê mà nó tiểu thư như vậy á thì làm sao? Làm sao mà nó vô cái nhà này được? Tôi không có đồng ý đó. Hai cha con ông có muốn gì cũng không được đâu. Tôi hỏi bà nè, con người ta đó là con gái ở Sài Gòn,
nhỏ lớn đi học, gia đình ta thì cũng khá giả, nào giờ có đi đồng đi bái đâu, ta cũng có làm ăn, ta cũng có công việc làm đàng hoàng ổn định, chưa chắc gì nó chịu con bảy nhà mình đâu. Bà đừng ở đó mà bà nói này nói nọ. Ý ông nói là tôi lo bò trắng răng đó phải không? Bà tự hiểu, tôi không biết, tôi không có nói, tôi ít nói ra lắm. Nói chuyện với hai cha con ông mệt quá, đi nấu cơm còn sướng hơn. Ai mệt? Hỏi lại coi ai mệt. Mèn đét ơi, ủa hai người ủa nhái không phải như nhái thấy đâu nha, không có gì hết trơn luôn á. Quen nhau phải không? Không có. Mẹ. Dạ, con chào cô. Ủa? À, sao dài con không mang? Sao con mang dép của nó chi vậy? Em đau chân quá. Đau gì hả? Sáng giờ em đi câu gót hả? Chắc chạy chân em hết rồi. À, cái chân này mà chạy thì tội lắm luôn á. Không ấy, Duyên mang dép của anh đi. Ủa vậy rồi còn anh sao? Anh đi vậy sao chân anh chịu nổi? Không sao đâu, anh hay đi chân không lắm. Không những vậy mà anh còn nhảy nữa nè. Mà cô, con thấy chân của ảnh rồi. Da gì mà dày như da trâu vậy á. Anh nghe chị Sáu nói là em có tài nấu ăn ngon lắm phô. Ừ. Không ấy bây giờ em ra sao bếp em chỗ tài đi. Em nấu cho anh ăn nha. À, còn anh thì anh đi nấu cơm cho heo ăn. Vậy em vô nha. Đi đi. Biết con nhà ai dễ thương cái ớt này. Cứ để tụi nó thích nhau đi. Nếu mình là tụi nó chịu nhau rồi, từ từ mình thuyết phục tí với má cũng được mà trời. Giữ chặt nghe không? Nắm cái chân cái cánh nó lại. Mẹ, giữ mạnh đi. À, cô không xong. Ủa gì vậy má? Nó biểu mới bắt con gà thôi mà giữ con gà cũng không được. Tại cái gì? Cô chỉ biểu con là giữ cái chân với cái cánh nó lại. Chứ cô có biểu con cắt cổ nó đâu mà con làm gì con quản hồn dữ vậy? Tại nó ỉa lên tay con thấy ghê quá. Đi ỉa lên tay mày rồi mày thả ra luôn hả? Ồ. Thiệt, cô chưa thấy đứa con gái nào mà tệ như con á. Chỉ có việc chút xíu vậy thôi mà làm không được. Thôi bà má, có gì đâu má bực mình chi rồi mệt vậy. Đúng rồi má ơi, với lại Duyên nó thành phố mà. Đó giờ tụi con chở là đi ra chợ người ta làm gà sẵn rồi mua về là nấu thôi. Có bao giờ đi bắt gà đâu mà có kinh nghiệm má. Vậy bữa nay có gì ăn nấy nghe không? Ăn rau luộc. Trời ơi, xin lỗi. Thôi, không sao đâu em. Lỗi gì? Thì giờ đi vô trong đi rồi kiếm có gì phụ má tôi đi. Biết đâu lấy được tình cảm má tôi thì sao? Thôi, tôi không có vô đâu. Cô hả, thấy tôi là cô chặt thịt tôi thay thịt gà mất. Má anh làm gì hung dữ cỡ đó. Má anh chỉ là dạng giống như là gấu mẹ vĩ đại thôi. Ê, mày muốn làm mồi cho gấu không? Rồi, thúi quá à, tôi đi rửa tay nha. Ghê quá à. Cười gì? Mày thấy anh Duyên sao? Duyên hả? Hiền lành, dễ thương, nhưng mà có cái tật là thật thà quá, nghĩ gì nói đó, gục để ngoài da, cũng hay. Hay phải không? Hay. Vậy là ưng rồi phải không? Ủa, tôi chưa có muốn lấy vợ nha, chị đừng có làm mai cho tôi, muốn là chị đi. Chị còn ế kìa, gái nữa, lớn tuổi hơn tôi nữa. Ê mày,
Tao xin được đính chính là tao không có ế nha. Mà bây giờ là con gái đang có giá hơn con trai, mày lo cái thân mày đi nha. Đợi vậy, vậy chừng nào chị lấy chồng đi tính. Ủa vậy tao không lấy chồng rồi mày làm sao? Mệt quá, nhưng mà nói tóm gọn là Duyên là không có hợp cái lối sống ở dưới quê mình đâu. Chị đừng mắc công làm ai chi cho mệt vậy. Rồi, nghe nói vậy là hiểu rồi. Thôi, nếu mày không có ưng thì tao không có ép. Khoan. Hả? Nếu nói vậy thì chắc là mày đã có người ưng ý rồi đúng không? Mày ưng đứa nào? Thì... Thôi nhau. Dạ? Xuống mà không chuyện nghe coi. Má kêu kìa. Mày cười hả? Tao đi vô coi má biểu gì, lát nữa tao ra tao hỏi chuyện mày tiếp. Cô nhìn. Anh dép anh vô đi. Rồi. Còn đôi dép của em á, để anh mang cho vậy, để anh cầm giùm cho. Rồi để em cầm bữa giùm cho anh. Ừ. Ê, anh sắp giùm túi luôn cho. Thôi kỳ quá. Này để anh cầm hai cái bưởi em cho. Anh cầm trái bưởi, cầm hai cái bưởi nhà anh. Vậy đi. Rồi em xách dép anh đi. Thôi mệt quá, quen nói cho tôi biết đi. Anh làm cái gì mà chối vậy? Nhưng mà xứng đôi á. Thế chị em ghen thì anh vui biết mấy.